Chàng rể đại gia, Chu Dương. Trường 641, đến khách sạn. Lúc này, một chiếc Maserati dừng trước cửa khách sạn làm bà tạ nghi ngờ. Bà ta chưa từng nhìn thấy chiếc xe này, nên cũng không rõ có phải thẩm bích quân tới không. Dù sao, theo thời gian nhầm tính, bọn họ chắc cũng đến nơi rồi. Quả nhiên, khi Maserati dừng lại, cửa xe mở ra, nhìn thấy tạ Linh Ngọc và thẩm bích quân cùng xuống xe, mắt bà tạ sáng lên khuôn mặt nở nụ cười tươi giói. A, à, thẩm tổng, cuối cùng cô cũng tới. Bà tạ đi nhanh tới trước mặt thẩm bích quân, đưa tay ra nắm cánh tay cô, biểu cảm nhìn bích quân càng lúc càng hưng phấn. Hôm qua thẩm bích quân và tạ Linh Ngọc cùng ra ngoài, hôm nay họ cùng xuất hiện, lại còn ngồi chung xe tới, rõ ràng quan hệ hai người rất thân thiết. Đây là thông tin cực kỳ tốt đối với bà ta. Ha ha! Đối diện với sự nhiệt tình của bà tạ, thẩm bích quân chỉ cười nhạt đáp lễ, chứ không cảm thấy gì khác. Thậm chí ngược lại, thái độ này của bà ta còn khiến cô chán ghét hơn. Nhìn qua là biết bà ta đang tận tâm diễn trò để phục vụ cho mục đích bí mật nào đó. "Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mọi người đã đến đủ thì mau vào thôi, nếu không sẽ nguội hết đồ mất." Bà ta cười ha hả, khoác tay kéo Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vào bên trong. "Mẹ, còn một người nữa." Tạ Linh Ngọc thấy mẹ cư xử như vậy thì không nén nổi cơn giận nhưng dù sau đó cũng là mẹ mình cô không còn cách nào khác bây giờ nhìn bà tạ đưa hai người vào trong khách sạn còn chu dương ngồi ở xe thì không hỏi đến thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái trong lòng cô vô cùng bực tức còn người nữa ai vậy chẳng lẽ cũng là lãnh đạo công ty danh dương ôi vậy còn không mau mời người ta xuống xe bà tạ nghe xong trong lòng có chút hoài nghi bà ta không nhớ còn có những người khác tới nữa vì bản thân chỉ mời có mình thẩm bích quân dù sao thẩm bích quân là chủ tịch công ty danh dương chức vụ cao nhất công ty chỉ cần đối xử tốt với cô còn những người khác thì không cần quan tâm vừa rồi bà tạ cũng loáng thoáng thấy trong xe còn người nữa ban đầu còn tưởng đó là tài xế giờ nhìn lại có thể đó cũng là một lãnh đạo khác của công ty nếu đã đến đây lại là xếp lớn ở danh dương thì mời vào cùng dùng bữa cũng không mất mát gì audio điện tử võ tấn bền nhìn thấy ánh mắt của tạ Linh Ngọc, Chu Dương không biết làm gì khác, đành chậm chạp xuống xe. Thấy Chu Dương bước ra, bà tạ giờ mới rõ người thứ ba trong xe là ai. Bà ta vốn ninh ninh sẽ là lãnh đạo khác của công ty, không ngờ đó là Chu Dương. Lại là cái thằng phế vật này. Lúc này, bà tạ vô cùng giận dữ. Bà ta hung hăng trợn mắt lườm tạ Linh Ngọc, trong lòng tức tối vô cùng. Bà ta gọi cho tạ Linh Ngọc, chỉ nói muốn mời thẩm bích quân dùng bữa vừa rồi tạ Linh Ngọc lại bảo còn một người nữa, làm bà ta tưởng đó cũng là xếp lớn ở danh dương nên không để ý. Vậy mà bây giờ, người vừa bước khỏi xe, lại là cái thằng Chu Dương phế vật này. Loại xúc sinh như vậy mà đáng để bà ta mời cơm ư. Phi, đúng là nằm mơ, thứ bà ta ném cho chó cũng tử tế hơn thứ bà ta cho Chu Dương ăn. Tại sao lại là nó? Sao lại là thằng cặn bã này? Mày bảo nó tới làm gì? Bà tạ cực kỳ khó chịu, không kiêng nể gì nữa, mở miệng nói lời cay độc, mỉa mai Chu Dương. Thậm chí, chỉ cần nhìn ánh mắt Chu Dương là bà ta đã thấy vô cùng chán ghét, coi anh như rác rưởi. Loại phế vật này, ai bảo mày tới? Tao nói cho mày biết, đừng tưởng Linh Ngọc đối xử với mày tốt, hảo tâm cho mày đến đây ăn cơm chùa là mày cứ tưởng mày là ai rồi. Để tao nói rõ, đó là điều không thể. Hôm nay chỉ cần tao ở đây thì loại ăn hại nhà mày đừng hòng bước chân vào bà tạ chỉ thẳng mặt Chu Dương mắng chửi, cơn giận dữ trên khuôn mặt giờ mới nguôi được chút ít. Một giây nhìn thấy Chu Dương thôi, bà ta đã tức giận đến hít thở không thông. Thằng Chu Dương này, chính là sự sỉ nhục với tạ gia. Không chỉ ở rể nhà vợ, bất tài vô dụng, khiến tạ gia xấu hổ, lại còn khiến tạ Linh Ngọc mất cơ hội kết hôn với gia tộc lớn khác. Còn mày, con nhà đầu chết tiệt, ai bảo mày đưa thằng xúc vật kia tới đây? Mày muốn chọc mẹ mày tức chết à? bà tạ chỉ tay vào tạ linh ngọc rồi chỉ chiết sắc mặt bất mãn vô cùng ai cha thẩm tổng để cô xem trò cười rồi chúng ta không nên để thằng phế vật này làm phiền mau vào trong thôi có người đang chờ sẵn bà ta chửi bới xong thấy hả giận không ít cũng không để ý tới chu dương nữa mà chỉ nhìn bích quân cười nói yên lặng bà tạ dứt lời xung quanh đều yên lặng thẩm bích quân không nói gì ngay cả chu dương và tạ linh ngọc cũng vậy Sắc mặt Tạ Linh Ngọc vô cùng khó coi. Dù cô cũng tính trước sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ và Chu Dương, nhưng cô không ngờ, khi Chu Dương xuống xe, bà Tạ vừa nhìn thấy đã chửi bới om sòm, không giữ lấy một chút thể diện nào. Bà Tạ hoàn toàn không cho cô cơ hội để khuyên giải. Còn Chu Dương đã sớm dự liệu sẵn, nên trong lòng cũng không cảm thấy gì. Bà Tạ vẫn như xưa, lòng dạ hẹp hòi, khinh thường người khác, không có chút tự tin vào bản thân. Ha ha. Chu Dương cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không bỏ vào tai lời xúc phạm của bà tạ, bước về phía Thẩm Bích Quân. Anh đồng ý đến đây, lý do không chỉ là vì Tạ Linh Ngọc tới tìm mình, mà còn bởi lo lắng chuyện có liên quan mật thiết tới Thẩm Bích Quân. Chu Dương biết rõ tính cách của bà tạ, vì bà ta mới gặp Thẩm Bích Quân có một lần mà đã vội muốn mời cô dùng cơm, nên anh hết sức tò mò, muốn xem xem bà ta đang toan tính điều gì. Bởi vậy anh mới tới đây, thay vì nói là đi cùng Tạ Linh Ngọc chỉ bằng nói là đi cùng thẩm bích quân, đề phòng có chuyện gì xảy ra với cô. Bà tạ thấy Chu Dương đi về phía mình, sắc mắt càng thêm bực tức khó coi. Loại xúc sinh nhà mày tới đây làm gì? Hay mày bị điếc, không nghe thấy tao nói à? Mau cút đi, không thì đừng trách tao gọi bảo vệ tới đuổi ra ngoài. Khuôn mặt bà tạ lộ rõ vẻ khinh bỉ, lùi lại vài bước, thái độ vô cùng ghét bỏ. Giống như Chu Dương là con quái vật, không thể đến gần. Thẩm Tổng, mau tránh xa tên rác rưởi này ra, không ai biết nó định làm gì. Bà tạ muốn kéo thẩm bích quân lui về sau cùng mình, nhưng kéo thế nào cô cũng không nhúc nhích. Bà ta kinh ngạc nhìn thẩm bích quân, chưa kịp nói xong đã há to miệng ngạc nhiên. đang chờ mắt nhìn thẩm bích quân, thì bà ta thấy cô đột nhiên nhìn chu dương mỉm cười. thậm chí nụ cười này không phải kiểu hờ hững tùy tiện, qua loa cho có, mà là nụ cười rất chân thành. tâm trí bà ta giờ phút này như ngừng lại không hiểu vừa xảy ra chuyện gì nữa. Chu Dương là người thế nào? Cũng chỉ là một thằng ở rể tại tạ gia, một loại súc sinh mà thôi. Chương 642, đều là người quen cả. Thế nhưng, Thẩm Bích Quân là người như nào? Không bàn đến chuyện cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị, bởi đó là chuyện riêng gia đình họ, người ngoài không can thiệp được. Thì cô cũng là chủ tịch công ty Danh Dương, một người quyền lực rất lớn, nắm giữ khối tài sản khổng lồ như thể là bá chủ tại thành phố đông hải thậm chí lúc trước bà tạ còn thấy tin tức công ty danh dương mở chi nhánh tại tỉnh tương tây như vậy thì là một cổ đông nắm chức chủ tịch tại danh dương địa vị và thân thế của cô cũng nước dâng theo thuyền bà tạ lại càng thêm tôn trọng coi như quý nhân bây giờ quý nhân ấy đang ở đây nở nụ cười với thằng chu dương phế vật thế giới này làm sao vậy bà tạ ngây ngốc tại chỗ Nhìn Thẩm Bích Quân từ tốn bước tới chỗ Chu Dương làm bà ta kích động vô cùng. Đầu óc trống rỗng nghĩ mãi không ra sao Thẩm Bích Quân lại biết đến loại rác rưởi kia. Chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ trước? Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Bà ta chợt nhớ lại, hình như trước đây Chu Dương có làm việc tại công ty Danh Dương. Chắc là Thẩm Bích Quân và nó biết nhau ở công ty rồi. Nhưng Chu Dương chỉ là loại vô danh tiểu tốt, khéo cô ấy cũng không có ấn tượng gì sâu sắc với nó bà tạ nghĩ tới đó thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hai người này thực lực hay địa vị đều khập khiếm vô cùng, không thể có mối quan hệ sâu sắc thân thiết được. Chắc thẩm bích quân mỉm cười với Chu Dương cũng là vì phép lịch sự xã giao thôi. Vì cô là một chủ tịch xinh đẹp như vậy, thân thiện với nhân viên là điều không khó hiểu. Chu Dương, anh! Thẩm bích quân đi về phía Chu Dương, miệng mấp máy định nói điều gì, nhưng nói còn chưa hết câu thì anh đã ngăn ngay lại. Hôm nay Chu Dương tới đây, anh cũng chỉ là người đi tiếp khách giúp xếp. Dù bà tạ nhìn nhận anh như nào, anh hoàn toàn không để bụng, cũng chẳng quan tâm. Nếu xét theo thực lực và địa vị bây giờ, bà tạ chẳng là vấn đề gì to tát với anh. Nếu không phải vì mối quan hệ với tạ Linh Ngọc, thì khéo lúc gặp nhau trên đường anh cũng chỉ coi bà ta là người xa lạ, chắc chắn sẽ không dừng xe nhìn nhau dù chỉ một lần. Không cần nói nhiều như vậy, hôm nay cô là sếp, Tôi chỉ tới đây chỉ để đảm bảo cô không phải chịu thiệt thòi. Cứ coi tôi là một nhân viên bình thường, dù sao thì trong mắt bà ta tôi cũng chỉ là một đứa nhân viên quen tại công ty Danh Dương. Chu Dương hờ hững cười, bình thản nói, như thể mấy lời chua ngoa hiểm độc vừa nãy của bà ta không ảnh hưởng chút nào tới anh. Được rồi, Thẩm Bích Quân có thể cảm nhận anh thật sự nghĩ như vậy. Nếu anh đã quyết định thế, thì cô sẽ không vẽ rắn thêm chân, làm chuyện vô ích nữa hơn nữa chính cô cũng muốn biết bà tạ mời mình ăn cơm rốt cuộc là vì cái gì mà vừa nãy hình như bà tạ có nói ở bên trong còn có người đang chờ họ từ lâu rồi không lẽ lần này bà ta không mời mỗi mình cô thẩm bích quân khẽ gật đầu nhanh chóng khôi phục sắc mặt lạnh lùng rồi nhìn về phía bà tạ lần này tảng đá treo trong lòng bà ta mới được gỡ bỏ có vẻ thẩm bích quân là một lãnh đạo vô cùng thân thiện thì mới chào hỏi với nhân viên tầm thường như chu dương để chu dương cảm động mà hăng say làm việc ha ha xúc sinh cũng chỉ là xúc sinh chủ tịch công ty ở đây mà không biết đường đi nịnh bợ đáng đời loại nhân viên quèn suốt đời chỉ là loại rác rưởi bà tạ thầm chửi rủa vài câu sau đó cũng không để ý đến anh nữa nếu tạ linh ngọc đã đưa chu dương tới đây rồi còn có cả thẩm bích quân thì bà ta không tiện đuổi anh đi được đã khiến thẩm bích quân ấn tượng xấu về mình mà chuyện sắp tới cũng làm không tốt nữa thì hôm nay mất nhiều hơn được. Bà tạ liếc Chu Dương một cái, rồi dẫn thẩm bích quân đi vào bên trong. Chu Dương và tạ Linh Ngọc lướng thướng đi đằng sau như không tồn tại, trong mắt bà tạ bây giờ chỉ có thẩm bích quân mà thôi. Chu Dương, em xin lỗi, không ngờ mẹ lại như vậy. Tạ Linh Ngọc bước nhỏ tới bên Chu Dương, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không cần xin lỗi đâu, mấy chuyện này cũng đâu có lạ lẫm với anh, từ ba năm trước anh đã quen rồi. Chu Dương khẽ cười, anh không có ý trách tạ Linh Ngọc, vì anh cũng quen rồi. Ba năm đó, ngày nào Chu Dương cũng bị bà tạ chửi cho vài câu vào mặt. Nếu có một ngày bà ta không nói những lời như vậy, khéo anh còn thấy lạ lẫm. Suốt một quãng thời gian dài, đến Chu Dương cũng tự coi mình là một thằng phế vật. Nếu không phải đột nhiên biết được thân phận thật sự của mình, Chu Dương bây giờ e là vẫn không thức tỉnh nổi, chỉ mãi trong mớ lý trí ngu ngốc ngày xưa mà đây cũng chỉ là cách nhìn nhận của mẹ em không phải cách đánh giá của em trừ phi em cũng coi anh là thứ xúc sinh linh ngọc em đừng nhận xét anh như vậy nhé chu dương quay đầu lại nhìn linh ngọc rồi khẽ cười chu dương giờ đã vượt qua quá khứ ba năm kia nếu bà tả có mắng chửi anh anh cũng không cảm thấy mất mặt xấu hổ nữa thời gian dài như vậy chính anh cũng nhận ra muốn được người khác tôn trọng thì phải khiến thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ ừ Cảm ơn anh, Chu Dương." Tạ Linh Ngọc hơi bất ngờ, nhưng sau đó tâm trạng cô cũng thư thái hơn nhiều. Chu Dương đã nói vậy, tức là anh hoàn toàn không để bụng chuyện vừa nãy. Dù mỗi lần chứng kiến bà Tạ mắng chửi Chu Dương cô đều thấy bất lực vô cùng, nhưng Chu Dương lại nghĩ thoáng như này, thì tương lai có thể có cơ hội hòa giải. Mọi người đi lên tầng 2 khách sạn Cảnh Thái. Lần này, bà Tạ đặt một phòng trên đó. Lúc bọn họ đi vào thì không ít người đã có mặt trong phòng. Căn phòng vốn đang ồn ào nhốn nháo như cái chợ, nhưng khi bà Tạ, Thẩm Bích Quân, Chu Dương và Linh Ngọc vào trong, mọi thứ lập tức trở nên im ắng hẳn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa phòng, lúc thấy bà Tạ và Tạ Linh Ngọc thì không có biểu cảm gì. Nhưng khi thấy Thẩm Bích Quân thì khuôn mặt họ đều vui mừng rạng rỡ, nếu không có ai ngăn e là đã có người xông lên rồi. Đương nhiên cũng có người thấy Chu Dương. Lúc này sắc mặt không ít người thay đổi từ hưng phấn thích thú, trong nháy mắt trở nên khinh bỉ khó coi. Nhưng khi Chu Dương nhìn thấy mấy người này thì anh thấy khá hứng thú. Anh biết tất cả bọn họ, đúng hơn là đã từng quen. Dù lúc trước qua lại với nhau, nhưng những người trong căn phòng này đều khinh bỉ Chu Dương vô cùng. Tuy không như bà tạ mỗi lần thấy anh đều mở miệng chửi như tắt nước, xong bọn họ đều nhìn anh với thái độ chế giễu miệt thị. Chu Dương, anh biết mấy người này à? Thẩm Bích Quân thấy thái độ của mọi người đều thay đổi, ngay cả Chu Dương cũng vậy, nên cô lập tức quay lại hỏi nhỏ anh. Đều là người quen cả, bọn họ là họ hàng thân thích của tạ gia, trong ba năm đó tôi cũng gặp qua. Hóa ra lần này bọn họ đều tới đây, có vẻ sắp có trò hay để xem rồi. chương 643, không có tư cách ngồi đây. Đều là người quen, đều là họ hàng thân thích của tạ gia. Thẩm Bích Quân ngạc nhiên nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt lộ rõ sự khó tin. Lần này bà Tạ muốn mời cô tới dùng bữa, cũng vì nể Tạ Linh Ngọc nên cô mới tới. Chứ cô hoàn toàn không biết lại có nhiều họ hàng thân thích của Tạ gia xuất hiện ở đây như vậy. Mà nhìn vẻ mặt kích động hưng phấn của mấy người này, cứ như họ vừa thấy thứ bảo vật giá trị quý báu lắm. Ha ha, mau tới đây, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Thẩm Bích Quân, chủ tịch công ty Danh Dương. Ha ha, cô ấy là chị em thân thiết với Tạ Linh Ngọc nhà chúng tôi. Bà ta cười ha hả giới thiệu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Ánh mắt bà ta nhìn mấy người kia, không chỉ có sự hả hê, mà còn là sự sung sướng vô cùng. Như thể ý bà ta là, mọi người nhìn xem đây là chủ tịch công ty danh dương đấy, cô ấy là bạn thân, tình chị em thắm thiết với con gái tạ Linh Ngọc nhà tôi. Người tài giỏi như này, mọi người còn không mau ghen tị đi. Thì ra là thẩm tổng, thật vinh hạnh quá. Đúng vậy, người trẻ tuổi tài cao, Năng lực mạnh mẽ như Thẩm tổng đây, ở Đông Hải được mấy người chứ? Thẩm tổng, mau lên đây ngồi. Mọi người thấy bà Tạ giới thiệu Bích Quân giống hệt dự tính ban đầu của họ, nên ai nấy cũng đều hào hứng vô cùng, tung hô không ngớt, hoan nghênh đón Bích Quân đến ngồi vị trí cao hơn. Phải biết là chỉ có những người có địa vị cao nhất, không thì vai vế trong gia tộc phải lớn nhất thì mới được ngồi chỗ đó. Những người này làm như vậy, chắc chắn là để thể hiện rõ ở đây vị trí của bích quân không ai sánh bằng thẩm bích quân khẽ gật đầu dù cô cũng nghe chu dương nói qua không ít về đức hạnh của mấy người này rồi nhưng bây giờ được chào đón nồng nhiệt như vậy nên cô sẽ không vô duyên vô cớ khiến họ hụt hẫng xấu hổ cười qua loa xã giao rồi quay ra nhìn chu dương một cái thẩm bích quân chậm rãi đi lên rồi từ từ ngồi xuống cô ngồi trên đó hướng về phía chu dương ý định muốn nói truyền tải rõ ràng qua ánh mắt vị trí bên cạnh cô hôm nay chỉ có chu dương ngồi được chu dương đưa tay sờ sờ chóp mũi khó xử không biết nên làm sao trong căn phòng này trừ bích quân và linh ngọc là không cố tình còn những người khác đều coi thường chu dương thậm chí ở chung một chỗ cùng anh cũng là sự sỉ nhục với họ nên anh không muốn thu hút sự chú ý của người khác chỉ cần an phận ăn xong bữa cơm là được nhưng bây giờ thẩm bích quân tỏ ý muốn anh ngồi bên cạnh cô điều này khác gì ném chu dương lên đống lửa chứ thật ra bản thân anh cũng không muốn ngồi chung với mấy người này. Thế thì thay vì tự khiến bản thân cụt hứng, chỉ bằng lên đó ngồi với thẩm bích quân. Nghĩ là làm, Chu Dương không hề do dự mà nhanh chóng đi tới chỗ bên cạnh thẩm bích quân rồi ngồi xuống. Anh đi rất nhanh, lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào thẩm bích quân khi cô vừa ngồi xuống, thì anh đã yên vị xong xuôi rồi. Yên lặng. Thời khắc này, cả căn phòng đều vô cùng yên lặng. Trừ thẩm bích quân và tạ linh ngọc, thì tất cả những người khác đều nhìn chầm chầm vào Chu Dương. Ngạc nhiên có, tức giận có, kinh hãi có, khiếp sợ có, không cam chịu cũng có. Biểu cảm vô vàn không đếm xuể. Bà Tạ và những người khác thấy Chu Dương ngang nhiên ngồi bên cạnh thẩm bích quân vị trí cao quý thứ hai trong căn phòng này, thì mắt trợn trừng trừng, hận không thể xông lên lôi anh xuống dậy dỗ một trận tử tế. Láo sược, Chu Dương, loại phế vật này, tao để cho mày vào đây, là đã từ bi độ lượng với mày lắm rồi, vậy mà mày không biết thân biết phận ở đây có chỗ cho mày ngồi sao lại còn dám ngồi bên cạnh thẩm tổng đây là hỗn láo không tự ý thức mình là ai còn không mau cút xuống đây cho tao bà tạ không quan tâm những thứ khác cứ thẳng mặt nhìn chu dương rồi quát lớn đúng vậy chu dương đó là chỗ mày ngồi được sao cũng không tự xem lại bản thân cút xuống dưới nhanh đi đúng là thằng phế vật tình hình thế nào cũng không nhìn rõ ở đây nhiều người như vậy Thế mà mày dám lên ngồi cạnh Thẩm tổng? Cút nhanh xuống dưới đi, không cẩn thận tao gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài bây giờ. Lúc này, tất cả họ hàng đều bắt đầu mở miệng chê trách Chu Dương, giống như Chu Dương vừa động chạm gì họ, khiến họ nổi giận đùng đùng, phùng mang trợn mắt hết cả lên. Họ tức tối như vậy, không phải không có lý do. Hôm nay nói bà Tạ mời Thẩm Bích Quân ăn cơm, chứ thật ra là tất cả bọn họ cùng mời cô tới đây mục đích dĩ nhiên vì muốn được bích quân giúp đỡ cho nên một mặt là để lấy lòng cô mặt khác cũng cần thiết không kém là để tạo quan hệ thân thiết hơn với cô thế nên vị trí người ngồi bên cạnh bích quân đương nhiên là rất quan trọng nơi đó vốn dĩ cho hai người ngồi nhưng bây giờ thì chu dương đã chiếm một chỗ nghĩa là vị trí ngồi cạnh thẩm bích quân bị ít đi một chỗ tức cơ hội bọn họ lấy lòng bích quân cũng bớt đi một lần đây là tổn thất nghiêm trọng đến lợi ích của bọn họ nên mới khiến họ tức tối như vậy mà vị trí nào cũng phải là người có thể diện mới được ngồi còn chu dương thì sao chẳng qua cũng chỉ là thằng ở rể tạ gia suốt ba năm đó trong ánh mắt của tất cả mọi người đang ở đây chu dương luôn là một thằng phế vật bị người khác lăng mạ bất tài vô dụng mặt dày ăn bám nhà tạ gia một người như vậy mấy người trước kia gặp ai nhìn vào cũng đều diếu cợt khinh thường dù không ai biết sao hôm nay chu dương xuất hiện ở đây nhưng nếu đã tới thì cũng không nên đuổi thẳng về vì họ biết lúc trước anh giữ một chức vụ tầm thường ở công ty danh dương thẩm bích quân lại là chủ tịch nên dù sao cũng phải giữ thể diện cho cô song bây giờ chuyện không đơn giản vậy chu dương đường hoàng lên ngồi cạnh thẩm bích quân chẳng lẽ anh dám cho rằng một nhân viên quèn xứng đáng ngồi cùng vị trí với chủ tịch sao ai cho anh cái gan đó vậy là cháu gọi chu dương tới đây anh ấy là nhân viên công ty danh dương sao lại không được ngồi cùng một chỗ với chị bích quân thấy nhiều người bực tức chu dương ánh mắt sắc như lưỡi dao bộ dạng như thể sắp đánh nhau tới nơi tạ linh ngọc vội vàng lên tiếng cô muốn giải thích rõ ràng hộ chu dương vì người tạ ra không biết thân phận của anh nên cô cũng không nói ra cho họ biết con nhà đầu này mày theo phe nào đấy bà tạ vội vàng kéo kéo tạ linh ngọc thái độ bất mãn vô cùng thằng xúc sinh này không biết xấu hổ ăn nhờ ở đậu ba năm tại tạ gia, chẳng được tích sự gì, bây giờ lại còn phách lối không biết thân phận. Nó nghĩ nó xứng đáng ngồi cạnh thẩm tổng sao. Bà tạ phẫn nộ chỉ thẳng mặt Chu Dương, lửa giận bừng bừng. chương 644, ai có tư cách để ngồi? một Linh Ngọc à, thằng Chu Dương rác rưởi này cũng chỉ là người ngoài thôi, cháu không cần chia tay giúp đỡ vậy đâu. Linh Ngọc, bây giờ cháu với thẩm tổng có quan hệ tốt, tốt hơn nhiều so với việc cháu bênh vực thằng khốn này. Linh Ngọc à, chúng ta đã sớm nói với cháu rồi, hãy tranh thủ ly dị với thằng xúc sinh đó đi, cứ dùng rằng kéo dài có được cái ích gì đâu. Hắn thậm chí mặt còn dày hơn trước. Bà tạ vừa khởi sướng, những người họ hàng khác cũng lên tiếng bè theo, thay nhau khuyên dân tạ Linh Ngọc. Như thể tạ Linh Ngọc chưa ly dị Chu Dương là việc rất ngu ngốc. Trong mắt bọn họ, Chu Dương là kẻ ăn hại, không xứng với tạ Linh Ngọc, chưa kể anh còn vô dụng với cô, với tạ gia. Người như vậy, còn không bằng Trần Tuấn Sinh ngày trước. Quan trọng nhất là, tạ Linh Ngọc với Chu Dương mãi chưa ly dị, nên không gả cô cho gia tộc lớn khác được, khiến họ hàng cô không ké được chút lợi ích nào. Nếu thật sự như vậy, sao bọn họ vẫn su nịnh bà tạ và tạ Linh Ngọc? Không chờ mặt đã là tốt lắm rồi. Mọi người, tạ Linh Ngọc tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch, cô nhìn mẹ và mấy người họ hàng, khóe mắt dưng dưng như sắp khóc. Cô cho rằng mẹ và mọi người khó chịu sự vô dụng của anh, chỉ cần anh cố gắng cầu tiến cho bọn họ một tia hy vọng thì bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh từ đó công nhận anh nhưng bây giờ cô biết mình sai rồi suy nghĩ từ trước đến giờ sai cả rồi mẹ rồi đến họ hàng họ không ghét chu dương vì anh vô tích sự mà đơn giản là vì thân phận của anh không phải là con em các gia tộc lớn chỉ là người bình thường không mang lại cho họ chút lợi ích nào tất cả đều do chu dương là một kẻ ở rể nhưng tạ linh ngọc biết chu dương hoàn toàn không phải là người như người khác thấy ít nhất thì chu dương chắc chắn khác hẳn so với cách nhìn nhận của bà tả và họ hàng cô nếu không trong một thời gian ngắn sao anh có thể thay đổi nhiều như vậy thậm chí mỹ phẩm duyệt kỷ của cô đều nhờ sự giúp đỡ của chu dương nên không chỉ phục hồi lại mà còn phát triển mạnh hơn trước những điều này bà tả và họ hàng đều không biết do đó họ mới không dè chừng gì mắng chửi anh là thằng súc sinh Tạ Linh Ngọc nhìn mẹ và những người họ hàng, nhất thời không nói nổi điều gì. Cô không biết phải nói sao để họ biết rằng, những gì họ đang làm chỉ như vở tấu hài, còn bọn họ là một lũ hề không hơn không kém. Được rồi, Linh Ngọc, em ngồi đi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Chu Dương nhẹ nhàng nói. Dù sao cô cũng là vợ anh, bây giờ thấy vợ đứng đó tuổi thân, Chu Dương không thể ngồi im được. Bên cạnh thẩm bích quân có hai chỗ ngồi, anh ngồi một chỗ, phía còn lại tạ Linh Ngọc ngồi là hợp lý. Thằng ăn hại Chu Dương kia, mày được lên tiếng ở đây à? Có ý thức thì cút ra ngoài, đừng để tao gọi bảo vệ tới đuổi ra. Lúc này, một người đàn ông trung niên trên dưới 50 tuổi trong chỗ họ hàng thân thích lên giọng chửi mắng Chu Dương. Chu Dương biết người này, ông ta là cậu của tạ Linh Ngọc, lúc trước làm việc với mỹ phẩm duyệt kỷ nên kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là anh không hiểu sao hôm nay ông ta lại đến đây. Lúc trước, dù ông ta cũng chế nhạo anh nhiều lần nhưng giọng điệu lạnh lùng không có chút tức giận nào vậy mà vừa rồi nhìn ông ta vô cùng bực bội thậm chí là rất căm phẫn chu dương nhướng mày hờ hững liếc qua chứ không nói gì cả nói thật người như ông ta anh không cần bận tâm trước kia chu dương đã không tôn trọng ông ta coi mọi lời ông ta nói chỉ như gió thoảng qua tai nên bây giờ anh càng không cần để ý đến vì thế anh không đếm xỉa mấy lời vừa nãy của ông ta. Gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Không biết tự nhìn lại bản thân một chút sao. Khách sạn năm sao cảnh thái là nơi cao cấp, ông ta nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện sai bảo. Linh Ngọc, đến đây, nếu mẹ em đã mời chúng ta ăn, thì chúng ta không nên lãng phí thời gian. Thẩm Bích Quân lúc này mới hờ hững lên tiếng, thậm chí cũng chẳng nhìn bà tạ và mấy người họ hàng kia một cái, mà hướng phía tạ Linh Ngọc rồi ngoắc ngoắc tay linh ngọc là chị em tốt của tôi nên sẽ ngồi bên cạnh tôi chu dương là nhân viên công ty anh ấy ngồi bên cạnh tôi thì có chỗ nào không ổn sao hay ý mọi người là có ai xứng đáng hơn để ngồi bên cạnh tôi thẩm bích quân đưa ánh mắt quét ngang một lượt lạnh lùng nhìn mọi người ngồi trên cao thu vào tầm mắt mọi biểu cảm của bọn họ cái này thẩm bích quân dứt lời mọi người đều im lặng liếc mắt nhìn nhau không ai nói gì bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng đương nhiên là có, tôi xứng đáng hơn thằng ăn hại đó. Đúng lúc đó, Trương Dũng ngạo nghễ đứng dậy. Trương Dũng, nhìn thấy Trương Dũng, khuôn mặt ai cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, nếu nói ai có tư cách ngồi bên cạnh thẩm bích quân, thì chọn Trương Dũng là chính xác, thậm chí hắn còn là người duy nhất phù hợp. Dù sao thì với bà tạ, thẩm bích quân nể nang nhất cũng chỉ là con gái bà ta, tạ Linh Ngọc. Còn những người khác, bình thường còn khó gặp nên cô chẳng quan tâm. Nhưng Trương Dũng không giống vậy, hắn ta có sự nghiệp riêng, công ty phát triển khá tốt. Dù mới chỉ thành lập không đến nửa năm, nhưng xếp trong tạ ra thì chỉ đứng sau mỹ phẩm duyệt kỳ của tạ Linh Ngọc. Khi Chu Dương thấy Trương Dũng, anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh biết người này, đó là con trai của ông cậu của tạ Linh Ngọc. Lúc trước hắn làm việc ở Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ, sau đó công ty danh dương hợp tác với Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ, nên Trương Dũng cũng nhân cơ hội thành lập công ty gánh vác bất áp lực đến từ việc hợp tác với công ty danh dương của mỹ phẩm duyệt kỳ. Thời điểm đó, Trương Dũng giúp công ty làm ăn phát đạt, bắt đầu lén lút cạnh tranh với mỹ phẩm duyệt kỳ. Quan trọng nhất là Chu Dương biết, gã Trương Dũng này nhiều tham vọng và nhiều mánh khóe hơn vợ anh. Nên Chu Dương cũng không bất ngờ gì khi Trương Dũng đứng dậy nói hắn có tư cách ngồi với thẩm bích quân hơn. Thế nhưng, cái tư cách này chỉ là từ phía Trương Dũng tự nhận. Mấy người họ hàng kia đồng tình cũng là việc của bọn họ. Vì có tư cách hay không, Thẩm Bích Quân mới là người quyết định cuối cùng. Nếu cô nói xứng đáng, dù có là kẻ ăn mày chăng nữa vẫn sẽ đủ tư cách. Còn nếu cô nói không, thì có là gia chủ Tôn gia cũng không được phép ngồi xuống bên cạnh cô. Chương 645, ai có tư cách để ngồi? Hai. Chào Thẩm tổng, với vấn đề vừa nãy của cô, tôi nghĩ tôi có tư cách đấy. Chu Dương chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể nhà tạ gia, 3 năm vào tạ gia cậu ta chẳng làm được gì có ích. Đến hôm nay cũng chỉ là một nhân viên quèn của công ty danh Dương, càng đừng nói đến chuyện có quan hệ gì với cô. Còn Trương Dũng tôi lập công ty được nửa năm, bây giờ đã có trong tay công ty quy mô hàng chục triệu, hơn nữa tôi còn trẻ, tương lai còn rạng rỡ Trương Dũng nhìn thẩm bích quân bằng ánh mắt như thiêu đốt, đáy mắt lóe lên sự dạo dực thèm khát, hai tay mở rộng, tràn đầy tự tin thử hỏi nếu tôi không có tư cách thì còn ai có tư cách đây lúc này trương dũng cực kỳ tự tin vô cùng kiêu ngạo hắn tự tin tuyệt đối suy cho cùng so với một người mà ai cũng cho là vô dụng như chu dương thì trương dũng hắn quả thật là một người có địa vị cao hơ hơ nghe vậy chu dương liền bật cười anh không ngờ đứa con trai của cậu cả trương dũng lại tự tin đến thế điệu bộ tự tôn cao như thể chỉ có mình hắn mới có quyền lên tiếng trong căn phòng này cậu cười cái gì, cũng phải, cậu chỉ là tên vô dụng, bây giờ nhìn thấy tôi chỉ sợ cậu cũng thầm cảm thấy tự ti. Trương Dũng nhớn mày nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói. Đồ vô dụng, thế mà còn không biết điều mà mau nhường chỗ. Vị trí bên cạnh thẩm tổng, ngoài em họ ra thì chỉ có tôi mới có tư cách ngồi đây. Trương Dũng vẻ mặt kiêu ngạo, hắn chẳng thèm liếc nhìn Chu Dương một cái. Không sai, Chu Dương mày chỉ là một tên vô dụng, còn không mau nhường chỗ cho Dũng Nhi, cậu cả cũng lạnh lùng nói, giọng điệu thờ ơ. Ha ha, đúng vậy, Trương Dũng là nhân vật tài giỏi bậc nhất trong số con cháu thế hệ sau của Trương gia. Đúng thế, đứa cháu trai Trương Dũng quả thật có tư cách này. Thẩm Tổng, cô nên rửa mắt nhìn cho kỹ một chút, trên thế giới này, có rất nhiều người thích khoe khoang nịnh nọt, cô đừng để bị người ta lừa gạt. Mọi người đều đồng loạt hùa theo, trong lời nói còn chế diễu Chu Dương là tên nịnh hót, thậm chí còn nói thẩm bích quân nên cẩn thận một chút. Đừng để bị Chu Dương lừa gạt. Các người cũng thật không biết xấu hổ. Chu Dương bình thản mỉm cười, cách cư xử của mấy người này đã không còn như 3 năm trước, như thể một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút lửa có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Chu Dương biết mấy người này tự cho mình thông minh, giỏi giang biết bao, địa vị cao nhường nào. Họ xem thường kẻ ở rể như anh, nhưng đó là vì tầm nhìn của họ có vấn đề. Mà thân phận của anh, không nhắc đến những thứ khác, chỉ với địa vị ở công ty danh Dương mở rộng ra cả đông hải này thì anh cũng không hề tầm thường huống gì anh còn là người thừa kế của chu gia tùy tiện lấy ra thứ đó cũng đủ khiến mấy người này quỳ xuống cầu xin ngay tức khắc tuy nhiên chu dương không làm vậy bởi vì anh và những người này hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp những gì họ thấy chỉ là lợi ích trước mắt một chút lợi ích nhỏ nhoi còn anh lại chú trọng vào việc rèn luyện thực lực của mình đợi đến khi quay trở lại chu gia sẽ thêm vững mạnh hơn cậu nói gì chu dương đừng có mà không biết điều như vậy hôm nay cậu nhất định phải nhường lại vị trí bên cạnh thẩm tổng cho tôi không nhường cũng phải nhường trương dũng tức giận chừng mắt nhìn chu dương hắn liếc mắt nhìn hai thanh niên trẻ tuổi bên cạnh ra hiệu ngay sau đó hai thanh niên kia đi về phía chu dương hung hăng vây lấy chu dương ở giữa các người quá đáng lắm rồi đấy tạ linh ngọc cố gắng nhẫn nhịn nhưng bây giờ nhìn thấy trương dũng muốn ra tay với chu dương cô không thể nhịn được nữa Cô đứng bật dậy đập mạnh vào bàn, gương mặt xinh đẹp tức giận thở hổn hển nhìn Trương Dũng, ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ tức giận. "Ha ha, Linh Ngọc, em đừng kích động, bọn anh biết kết hôn với tên vô dụng này có lẽ là oan uổng cho em. Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ giới thiệu cho em con trai của gia tộc lớn, đảm bảo nửa đời sau của em sẽ được sống sung túc, ấm no đủ đầy." Trương Dũng khẽ cười, vẫy tay với Tạ Linh Ngọc, hoàn toàn không xem sự tức giận của Tạ Linh Ngọc ra gì. Trong mắt Trương Dũng, cô em họ này cái gì cũng tốt, tính cách tương đối dịu dàng, nhưng đôi khi giải quyết công việc luôn do dự trần trừ, thiếu quyết đoán. Nếu không phải hắn giúp đỡ thì Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ sẽ không trụ vững được đến bây giờ. Thế nên Trương Dũng cho rằng hắn mới là người có ơn với tạ Linh Ngọc. Muốn chết à? Nghe Trương Dũng nói vậy, Chu Dương nãy giờ không bị ảnh hưởng bởi người khác, cảm xúc không hề dao động, lúc này ngay lập tức nổi giận. Mấy người này có thể nói anh là tên vô dụng, có thể chế giễu anh nhưng tuyệt đối không được đối xử như vậy với Tạ Linh Ngọc. Phút, bốp, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, Chu Dương giơ tay ném thẳng cái bát vào đầu Trương Dũng. Ngay sau đó, đầu Trương Dũng chảy máu, cơ thể đứng không vững, choáng váng ngã nhào xuống đất. A, à, mọi người đều sững sờ nhìn Chu Dương, khẽ hé miệng không biết nên nói gì. Đến khi Trương Dũng cất lên tiếng hét thảm thương, lúc này mọi người mới bình tĩnh lại bố trương dũng hét lên lập tức chạy đến đối diện dìu trương dũng ông ta nhìn máu chảy trên trán trương dũng vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận sao chu dương dám làm vậy sao nó dám ra tay đánh trương dũng thành bộ dạng thế này mình nhất định sẽ không bỏ qua cho nó cái tên vô dụng này lại dám ra tay với con trai mình nhất định phải khiến nó chết không được tử tế nợ máu trả máu chu dương cái tên vô dụng này lại dám ra tay đánh Dũng Nhi, đánh lại nó cho tôi, nhất định phải dạy dỗ nó hẳn hoi để nó không thể ra khỏi đây. Cậu cả tức giận hét lên, hai người vây quanh Chu Dương lập tức ra tay. Khoan đã! Ngay vào lúc này, thẩm bích quân cuối cũng cũng lên tiếng. Sắc mặt cô vô cùng khó coi. Thật ra từ lúc bước vào căn phòng này, cô không biết nói gì, chỉ nói đúng một câu vì Chu Dương. Nhưng lại bị lời nói khoác không biết ngượng của Trương Dũng cắt ngang sau đó xảy ra tranh cãi giữa trương dũng với chu dương và tạ linh ngọc thẩm bích quân vẫn không nói gì thứ nhất cô là khách thực tế cô mới là người ngoài trong căn phòng này cái gọi là quan thanh liêm cũng không thể giải quyết được chuyện rắc rối nhà người khác là như vậy huống hồ thẩm bích quân tự thấy mình không phải là quan thanh liêm gì nếu để cô đứng ra phân xử chuyện này thì chắc chắn cô sẽ kiên quyết đứng về phía chu dương nếu như vậy khó trách khỏi sẽ có người nghi ngờ vậy thì không đúng với ý định ban đầu của Chu Dương. Nhưng bây giờ thẩm bích quân không thể nào không lên tiếng, nếu cứ im lặng như vậy, đám người kia sẽ ra tay với Chu Dương. Mặc dù thẩm bích quân tin hai người này sẽ không gây tổn hại gì cho Chu Dương. Nhưng thẩm bích quân không muốn để Chu Dương chịu tổn thương nào dù chỉ là một phần trăm. Tiếng quát vang lên, hai người kia cũng dừng động tác lại. Còn Trương Dũng, cậu cả, bà tạ và mấy người họ hàng thân thích khác cũng đưa mắt nhìn sang chương 646, thẩm bích quân nổi giận. Thẩm tổng, cô cũng tận mắt thấy hết rồi đấy, cái tên vô dụng Chu Dương này dám động tay động chân làm Dũng Nhi bị thương, nó có tư cách gì ngồi cạnh cô chứ? Cậu cả thấy thẩm bích quân lên tiếng lập tức giành nói trước, đặt mình vào thế nên được người ta thông cảm. Mặc dù Chu Dương là nhân viên công ty danh Dương, nhưng không có quan hệ gì nhiều với thẩm bích quân, hơn nữa vừa nãy Chu Dương ra tay trước, nên phân xử thế nào, có lẽ thẩm bích quân rõ ràng huống hồ thẩm bích quân là chị em thân thiết với tạ linh ngọc trương dũng là anh họ của tạ linh ngọc với thẩm bích quân giữa trương dũng và chu dương người nào có quan hệ thân thiết hơn gần như đã rõ như ban ngày một là một tài năng trẻ tuổi trương dũng một là một tên ở rể vô dụng như chu dương cậu cả cay cú nói xong thẩm nghĩ đến cảnh tượng thẩm bích quân sẽ trách cứ chu dương thế nào sau đó an ủi trương dũng ra sao có thể còn bù đắp cho trương dũng hơn nữa cậu cả nghe nói Thẩm Bích Quân vẫn còn độc thân, còn có một tập đoàn thẩm thị lớn mạnh ở phía sau. Trương Dũng cũng là một chàng trai trẻ, hơn nữa tuổi trẻ tài năng đầy triển vọng. Nếu Trương Dũng có thể giành được sự yêu thích của Thẩm Bích Quân thì không chừng hai người còn có thể phát triển quan hệ hơn mức bình thường. Nếu như vậy thì dù thế nào cũng là một chuyện vô cùng tốt không chỉ với bản thân Trương Dũng, mà còn là chuyện tốt với cậu cả và những người họ hàng này. Còn bây giờ họ chỉ cần nhìn Thẩm Bích Quân sẽ phân xử thế nào là được. Dù sao trong lòng cậu cả, ông ta không cho rằng Thẩm Bích Quân sẽ vì Chu Dương là nhân viên công ty Danh Dương mà bênh vực anh. Thẩm Bích Quân không hề bỏ sót biểu cảm nào của ông ta. Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, đứng bật dậy đi đến cạnh Chu Dương. Những người này thật sự coi cô là kẻ ngốc à? Vấn đề rõ ràng ngay trước mắt nếu thẩm bích quân cô còn không phân biệt rõ được thì có tư cách gì đảm nhiệm chức chủ tịch công ty danh dương chưa nói đến việc chu dương không phải là nhân viên bình thường của công ty mà là tổng giám đốc công ty danh dương dù chu dương chỉ là một nhân viên quèn trong công viên đi chăng nữa thì thẩm bích quân cũng sẽ không để người khác vu khống cho nhân viên của công ty trước mặt mình nếu nhân viên của mình như những gì mấy người này nói là một tên vô dụng chẳng có tích sự gì Vậy công ty nhận người này vào làm việc chẳng phải cũng là công ty vô dụng sao, thế thì ông chủ còn vô dụng đến mức nào nữa? Chu Dương không có tư cách, vậy các người có tư cách gì ngồi cạnh tôi?" Thẩm Bích Quân thờ ơ nói, giọng nói lạnh lùng như gió mùa đông tháng 12 khiến nhiệt độ trong căn phòng như giảm xuống vài độ. Thẩm Bích Quân nói xong, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Dương và Tạ Linh Ngọc ngược lại không quá ngạc nhiên, dù sao hai người cũng biết rõ con người Thẩm Bích Quân. Nhưng những người khác, bà Tạ, cậu cả, Trương Dũng và mấy họ hàng khác đều trợn tròn hai mắt không thể tin được nhìn Thẩm Bích Quân. Họ thậm chí còn cho rằng tai mình bị điếc, vừa rồi chỉ là nghe lầm thôi. "Thẩm tổng, có phải cô nói sai rồi không, là cái tên vô dụng Chu Dương kia ra tay trước." Cậu cả tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân hơi bất mãn. "Dù cô là chủ tịch công ty Danh Dương, giàu hơn chúng tôi nhưng tốt xấu gì cũng phải biết nói lý chứ." rõ ràng là chu dương ra tay đánh trương dũng bị thương trước thế nhưng thẩm bích quân lại không phân rõ trắng đen khăng khăng đứng về phía chu dương thế thì họ cũng không phải là người dễ bắt nạt đủ rồi thẩm bích quân lên tiếng cắt ngang lời cậu cả vẻ mặt lạnh như băng đúng hay sai tôi có quyền tự do phán xét chưa đến lượt các người dạy tôi phán xét thế nào ngay lập tức thẩm bích quân chuyển ánh mắt sang nhìn bà tạ cô à cô bảo linh ngọc mời cháu đến đây ăn cơm cháu nể mặt đứa em gái Linh Ngọc này nên mới đến ăn cơm với cô. Nhưng lẽ nào cô muốn cho cháu xem những thứ này sao? Để cháu nghe những người này nói chuyện điên rồ ở đây à? Chỉ chỉ trò trò nhân viên của cháu, còn dạy cháu cách phân biệt người tốt người xấu nữa ư? Những lời của Thẩm Bích Quân không hề giữ thể diện cho những người này, thẳng tay xé rách bộ mặt giả vờ của họ. Dù sao lúc trước cô đã nể tình bà tạ quá đủ rồi, nhưng mấy người họ hàng này nhất là cậu cả và Trương Dũng kiêu ngạo không thôi. Chế diễu cười nhạo, chê bai rèm pha chu dương đủ thứ đã đành, thế mà còn muốn đe dọa cả cô. Lẽ nào cô là người dễ bị người khác uy hiếp thế sao? Hơn nữa, ánh mắt vừa nãy của Trương Dũng khiến thẩm bích quân vô cùng khó chịu. Thẩm tổng, cô, bà tạ bỗng hoảng hốt, bà ta không ngờ chuyện lại trở thành thế này. Vốn dĩ bà ta đã lên kế hoạch từ trước, lôi kéo con gái mời thẩm bích quân đến, sau đó kiếm chắc chút thể diện trước mặt họ hàng nhưng bây giờ lại bị cậu cả và Trương Dũng hại như vậy, chọc giận đến cả Thẩm Bích Quân. "Thẩm tổng, cô." Ông cậu cả và Trương Dũng ở một bên cũng há hốc mồm. Sở dĩ họ dám làm vậy là vì nghĩ với Thẩm Bích Quân, Chu Dương cũng chỉ là một nhân viên chẳng được tích sự gì, không thể so với bọn họ được. Thế nên chắc chắn Thẩm Bích Quân cũng sẽ cho họ chút thể diện mà trách mắng Chu Dương một trận. Nhưng họ không ngờ Thẩm Bích Quân quả thật trách mắng người thật. Tuy nhiên thẩm bích quân không phải trách cứ Chu Dương mà là đang mắng bọn họ. Kết cục này vượt khỏi dữ liệu của cậu cả và Trương Dũng. Khuôn mặt mấy người họ hàng khác cũng biến sắc, ánh mắt họ nhìn thẩm bích quân và Chu Dương đều thay đổi. Tình huống trước mắt này rõ ràng quá rồi. Thẩm bích quân đang đứng về phía Chu Dương. Cậu cả và Trương Dũng vừa rồi còn lớn giọng khinh thường cười nhạo Chu Dương. Giờ đây như vả vào mặt thẩm bích quân một cái, hơn nữa còn vả rất đau là đằng khác cũng khó trách thẩm bích quân lại nhìn cậu cả và trương dũng một cách khó chịu như vậy lúc này mọi người chẳng ai nói giúp cậu cả và trương dũng ngay cả hai người vây quanh chu dương lúc này cũng lặng lẽ lùi lại hai bước họ không muốn đắc tội với thẩm bích quân thẩm bích quân đã tỏ rõ thái độ cô đứng về phía chu dương tất nhiên họ không thể vì trương dũng mà đắc tội với thẩm bích quân được các người đã không chào đón chu dương như vậy có lẽ tôi ở đây cũng dư thừa nếu vậy tôi xin đi trước thẩm bích quân thản nhiên nói rồi cầm túi sách cất bước làm động tác muốn đi ra ngoài. Lúc này bà tạ và đám người đều cuốn cuồng cả lên. Họ không ngờ thẩm bích quân cứ thế rời đi. Ngay tức khắc, từng người lên tiếng ngăn cô lại. Thẩm tổng, là lỗi của cô, cô không nên nói chu dương như vậy, nhưng dù sao nó cũng là bề dưới, nể tình linh ngọc, cháu hãy ăn xong bữa cơm này rồi đi. Bà tạ cười nói, nhưng nụ cười này vẫn có chút gì đó cao ngạo ra vẻ bề trên, không có ý đối đãi bình đẳng với Chu Dương. Đúng vậy thẩm tổng, mọi người đều không có ý gì xấu cả, không phải cố ý nhằm vào Chu Dương đâu. Đúng vậy đúng vậy, thẩm tổng, cô ở lại ăn đã rồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngọc Linh, cậu cả, còn Trương Dũng nữa, mau mau xin lỗi thẩm tổng. Cả đám họ hàng vội vội vàng vàng phụ họa theo. Thẩm Bích Quân cũng không nói gì, im lặng nhìn mọi người. Lúc có người bảo cậu cả và Trương Dũng nói xin lỗi cô, vẻ mặt Thẩm Bích Quân cũng hơi dao động, đôi mắt liếc nhìn cậu cả và Trương Dũng. Thẩm Bích Quân vốn không quan tâm đến những lời của mấy người họ hàng này, nhưng câu nói bảo cậu cả và Trương Dũng xin lỗi khiến cô dao động. Thế nên lúc này cô muốn xem thử cậu cả và Trương Dũng có xin lỗi hay không, xin lỗi và nhận tội kiểu gì. Mọi người vốn nhìn thấy Thẩm Bích Quân thờ ơ với những lời họ nói cũng thầm hoảng sợ. Nếu thẩm bích quân vì vậy mà nổi giận với họ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty của Tạ Linh Ngọc và công ty của Trương Dũng. Vậy thì lợi ích họ nhận được từ công ty của Tạ Linh Ngọc và Trương Dũng sẽ ít đi rất nhiều, dẫn đến tổn thất không ít. Nhưng lúc mọi người thấy mình bảo cậu cả và Trương Dũng xin lỗi thì vẻ mặt thẩm bích quân khẽ thay đổi, hơn nữa cô còn liếc nhìn cậu cả và Trương Dũng. Hiểu rồi. Trương 647, xin lỗi nhận tội. Chỉ một động tác đơn giản, mọi người đã biết thẩm bích quân cảm thấy hứng thú với việc xin lỗi nhận tội của cậu cả và trương dũng những thứ khác đều là chuyện vô vị hai người còn không mau xin lỗi thẩm tổng công ty mọi người sau này còn muốn tiếp tục làm nữa không đúng vậy cậu đừng làm liên lụy đến chúng tôi mau xin lỗi đi không phải chỉ là một câu nói thôi sao mau lên mọi người thi nhau trách móc bảo bọn họ mau chóng xin lỗi nhận tội với thẩm bích quân lúc này sắc mặt cậu cả và trương dũng vô cùng khó coi bọn họ không ngờ bản thân vốn dĩ chỉ quát mắng chu dương như thường ngày nhưng lại bị chu dương dùng bát đập vào đầu bị thương chưa nói đến giờ còn bị thẩm bích quân nói như vậy còn cả việc họ hàng thân thích đều bảo bọn họ xin lỗi nhận tội với thẩm bích quân nói cho cùng bị thiệt thòi là bọn họ bị thương là bọn họ chịu ớt ức cũng là bọn họ tại sao bọn họ lại phải xin lỗi nhận tội với thẩm bích quân đây thật sự là chuyện vô lý Chán Trương Dũng vẫn còn chảy máu, lúc này khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy vô cùng một ngạt khó thở, không ngừng thở gấp dữ dội. Cậu cả cũng mang vẻ mặt vô cùng u ám, ông ta đỡ con trai Trương Dũng, hai mắt nhìn thẩm bích quân, che giấu sự phẫn nộ và căm hận. Xin lỗi, thẩm tổng, chúng tôi sai rồi, xin cô tha thứ cho chúng tôi. Cuối cùng, cậu cả và Trương Dũng vẫn không có dũng khí chống lại nhiều người như vậy, chỉ có thể cúi đầu khom lưng xin lỗi nhận tội với thẩm bích quân chỉ là trong giọng nói lộ rõ vẻ không cam tâm và oán hận. Cậu cả và Trương Dũng cúi đầu, hai người lén liếc nhau một cái, đều có thể cảm nhận được sự tức giận trong mắt đối phương. Thiệt thòi hôm nay bọn họ chắc chắn phải chịu rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ bằng lòng chịu thiệt thòi vô ích như vậy. Cậu cả và Trương Dũng đã hạ quyết tâm, không đối phó được thẩm bích quân, chẳng lẽ còn không xử lý được Chu Dương sao? Đợi sau khi trở về sẽ tìm cơ hội chỉnh đốn Chu Dương một phen. Vừa hay, lúc đầu Trương Dũng sáng lập công ty đã quen mấy nhân viên của công ty Danh Dương, bây giờ bọn họ có người đã thăng chức lên vị trí lãnh đạo của công ty Danh Dương. Đến lúc đó, đi chào hỏi bọn họ, để bọn họ dạy dỗ Chu Dương cẩn thận, gây phiền phức cho Chu Dương, nhất định phải trả thù tất cả những nhục nhã mà bọn họ chịu hôm nay. Cậu cả và Trương Dũng xin lỗi xong, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ chỉ sợ cậu cả và trương dũng vì bực bội hoặc vì thể diện mà không chịu cúi đầu xin lỗi thẩm bích quân vậy thì hậu quả bọn họ khó mà dự đoán được nhỡ như thật sự chọc giận thẩm bích quân sợ là hậu quả không phải điều mà những người như bọn họ có thể gánh vác nổi như vậy còn tạm được thẩm bích quân lạnh lùng mỉm cười cũng không đứng trước mặt hai người họ nữa mà lập tức quay lại chỗ ngồi và ngồi xuống những gì cô vừa làm cũng chỉ để ủng hộ chu dương giúp chu dương ra oai một chút thôi chuyện này thẩm bích quân cũng chỉ là tiện tay làm chẳng ảnh hưởng gì nhiều đã có bài học thất bại của cậu cả và trương dũng những người khác cũng không ai còn dám hạ thấp chu dương hay châm chọc khiêu khích chu dương nữa đến cả bà tả cũng không nói thêm những lời khó nghe với người con rể mình luôn xem thường này dường như toàn bộ bầu không khí trong phòng đều hòa bình đẹp đẽ vui vẻ hòa thuận khách sạn đưa đồ ăn lên rất nhanh chỉ trong chốc lát một bàn đồ ăn lớn đã dọn lên đầy đủ Chu Dương nhìn bàn đồ ăn này, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Tuy anh không biết bà Tạ mời thẩm Bích Quân tới ăn cơm có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định rằng điều bà Tạ đang mưu tính tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Không thì bà Tạ không thể nào tiêu phí một cái giá lớn đặt một bàn ăn đầy đủ mọi thứ để mời người ta ăn cơm được. Phóng tầm mắt nhìn ra, Chu Dương thấy mấy nguyên liệu món ăn đắt đỏ. Nào là bào ngư, vây cá, tổ yến, vốn dĩ cũng không là gì. Món xúc Phật nhảy tường được coi là món ăn chế biến qua nhiều công đoạn nhất trong đó, bày ở giữa bàn ăn, rất dễ nhìn thấy. Ánh mắt Chu Dương cũng lập tức bị món xúc Phật nhảy tường này thu hút. Món xúc Phật nhảy tường này, trước tiên chưa nói đến giá của nó, chỉ riêng trình tự chế biến đã vô cùng phức tạp, cần phải trải qua hơn 100 khâu chế biến trong vòng vài ngày mới có thể làm được. Nói cách khác, món Phật nhảy tường này là bà tả đã đặt từ vài ngày trước rồi nhưng đám người Chu Dương hôm qua mới trở về Đông Hải, mà thẩm bích quân tối qua mới đi theo tạ Linh Ngọc đến tạ ra lần đầu tiên gặp mặt bà tạ. Tính cả hôm nay chỉ không quá hai ngày, trên thực tế, đúng ra chỉ có một ngày, thời gian ngắn như vậy, bà tạ không thể nào đạt được món xúc Phật nhảy tường. Cuống hồ, đây là khách sạn 5 sao cảnh thái, món Phật nhảy tường họ làm căn bản không thể là đồ giả, nhất định là hàng thật theo đúng quy trình. Vậy thì món Phật nhảy tường này rất có khả năng là bà tạ đã đặt xong từ trước, nhưng người bà ta tiếp đãi vốn không phải là Thẩm Bích Quân mà là người khác. Nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là bà tạ nhất thời đổi ý, bà ta mới thông báo cho khách sạn bây giờ lấy Phật nhảy tường ra tiếp đãi những người này. Mà nguyên nhân gì khiến bà tạ mang Phật nhảy tường đã đặt trước ra dùng rất đáng để suy nghĩ. Nhưng trước khi bà tạ chưa tỏ rõ thái độ của mình, Chu Dương sẽ không tùy tiện nói bất cứ điều gì dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân anh đoán sai sẽ mang họa vào thân đoán đúng thì đợi sau khi bà tạ nói ra mục đích của mình tự nhiên sẽ biết thôi bởi vì chuyện của cậu cả và trương dũng trước đó khiến bầu không khí trên bàn ăn không được tốt lắm mọi người muốn mời rượu xin lỗi thẩm bích quân nhưng thẩm bích quân lại không để ý tới thời gian trôi qua nhanh chóng nháy mắt đã qua nửa giờ nửa giờ này mọi người cũng khó ngồi yên ổn vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Thẩm Bích Quân giống như một ngọn núi băng, khiến tất cả mọi người đều kiêng dè lo sợ, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng. Cháu ăn xong rồi, cảm ơn cô đã tiếp đái. Một hồi lâu, Thẩm Bích Quân đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng, bình thản nói: ở đây lâu như vậy đã coi như nể mặt bà tạ lắm rồi. Lúc này cũng nên quay về công ty xử lý công việc. Đợi chút, thẩm tổng nhìn thấy thẩm bích quân sắp rời đi bà tạ vội vàng ngăn lại sắc mặt hơi sốt ruột giống như sợ thẩm bích quân đi thẳng sẽ không xuất hiện nữa bà ta sẽ không có cơ hội gặp lại cô mẹ chị bích quân còn có việc trong công ty cũng còn rất nhiều việc phải xử lý chúng ta về thôi tạ linh ngọc nhìn thấy mẹ mình ngăn cản thẩm bích quân vẻ mặt cũng không vui lắm vốn dĩ cô nghĩ hôm nay bà tạ sẽ không làm khó chu dương nhưng bọn họ vừa xuống xe bà tạ đã châm chọc khiêu khích anh. Mà điều khiến tạ Linh Ngọc càng không ngờ tới là bà tạ lại đưa theo rất nhiều họ hàng thân thích đến đây. Nhất là hai người cậu cả và Trương Dũng, càng làm trò quá đáng. Nếu không phải Chu Dương ngăn lại, tạ Linh Ngọc sớm đã quát bọn họ trước cả thẩm bích quân rồi. Cũng không thèm nhìn xem đây là chỗ nào, đây là nơi bà tạ mời khách. Mà Chu Dương còn là chồng của tạ Linh Ngọc, sao có thể để bọn họ tùy tiện nhục mà hạ thấp. Đợi chút, linh ngọc thẩm tổng thật ra lần này mẹ có chuyện muốn nhờ các con giúp bà tạ hơi do dự nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của tạ linh ngọc và thẩm bích quân vẫn cắn răng nói ra lần này lại khiến ba người chu dương sững sờ tại chỗ đúng là bà tạ thật sự có chuyện muốn xin người khác giúp đỡ hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy có thể biết rằng người bà muốn cầu xin là thẩm bích quân chu dương rõ ràng chú ý thấy sau khi bà tạ nói ra lời này những họ hàng thân thích kia phần lớn là thở phào nhẹ nhõm, giống như có chuyện gì đó quan trọng cuối cùng cũng đã làm xong. Điều này khiến Chu Dương bắt đầu suy đoán ngẫm nghĩ. Xem ra chuyện bà tạ nhờ và có liên quan đến những người họ hàng thân thích này. chương 648, chuyện nhỏ. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, nếu cháu có thể làm được, cứ coi như nể mặt em Linh Ngọc, cháu sẽ giúp. Thẩm bích quân tỏ vẻ quả nhiên là vậy, bình thản nói. Đối với yêu cầu của bà tạ, thẩm bích quân đã sớm có sự chuẩn bị. Nếu không thì, cô và bà tạ cũng chỉ gặp nhau có một lần, cô không nghĩ ra được tại sao bà tạ lại đột nhiên muốn mời mình ăn cơm. Ha ha, việc nhỏ thôi, với năng lực của thẩm tổng nhất định là dễ như trở bàn tay. Vừa nghe thẩm bích quân nói vậy, bà tạ vô cùng vui mừng. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, là thế này, thẩm tổng, họ hàng thân thiết nhà chúng tôi muốn cùng nhau thành lập một công ty, sau đó hợp tác với công ty Danh Dương, trở thành một cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương, không biết thẩm tổng có thể giúp đỡ không? Bà Tạ cười nói, thật ra chuyện này vốn không phải chuyện gì lớn. Phòng thương mại của công ty Danh Dương có một bộ phận chuyên xử lý những chuyện như thế này. Chỉ cần bạn đủ tư cách, đạt tiêu chuẩn là có thể xin phê duyệt, sau đó chọn địa điểm, mở một cửa hàng kinh doanh chuyên tiêu thụ sản phẩm của công ty Danh Dương trước đây bà tạ nhìn thấy mỹ phẩm duyệt kỷ của tạ linh ngọc làm ăn ngày một phát triển trong lòng cũng nảy sinh suy nghĩ mở công ty mới cho nên bà tạ kêu gọi mấy họ hàng thân thích muốn mọi người đóng góp mỗi người một ít vốn chia sẻ một phần mạo hiểm cùng nhau thành lập một cửa hàng kinh doanh nhưng bọn họ lại đụng phải một bức tường trải qua xét duyệt bọn họ vốn không đủ tư cách vì vậy không cách nào được thông qua vốn dĩ thời gian dài như vậy qua đi bà tạ đã bỏ đi ý nghĩ này nhưng khoảng thời gian gần đây công ty của trương dũng ngày càng tốt lên mà ngày hôm qua bà tạ cũng đã gặp được thẩm bích quân chủ tịch của công ty danh dương suy nghĩ này lại một lần nữa nhen nhóm lên vì vậy bà ta mới chuẩn bị một buổi tiệc chiêu đãi như hôm nay chủ ý này của bà tạ làm rất tốt mời thẩm bích quân đến ăn cơm sau đó lợi dụng quan hệ thân thiết giữa thẩm bích quân và tạ linh ngọc chuyện này có lẽ sẽ rất dễ dàng được thông qua nhưng bà tạ không ngờ hôm nay chu dương cũng đến hơn nữa còn xảy ra xung đột mâu thuẫn với cậu cả và Trương Dũng, khiến cho Thẩm Bích Quân không thoải mái. Vốn dĩ nhìn thấy Thẩm Bích Quân không vui, bà Tạ còn tưởng chuyện này lại thất bại, nhưng nếu bây giờ Thẩm Bích Quân đã nói vậy, chứng tỏ cô ấy vốn không để ý chuyện trước đó. Điều này khiến trong lòng bà Tạ yên tâm không ít. Cũng đúng, Chu Dương chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty Danh Dương, cho dù Thẩm Bích Quân xem Chu Dương là nhân viên công ty mình, muốn bảo vệ tôn nghiêm cho nó nhưng dù sao thẩm bích quân cũng ngồi tiết trên cao, đối với nhân vật nhỏ bé như Chu Dương sẽ chú ý được bao lâu. Chỉ sợ chưa về đến công ty danh Dương, thẩm bích quân đã không nhớ Chu Dương là ai rồi, đối với chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm nay, sợ là cũng sẽ quên sạch không còn một chút ký ức gì. Ồ, lần này, thẩm bích quân cũng cảm thấy hứng thú. Cùng nhau thành lập một cửa hàng kinh doanh của công ty danh Dương. Cái này có là gì, chỉ cần một câu nói của thẩm bích quân, thật ra mọi việc đều có thể giải quyết huống chi chuyện này vốn thuộc về phạm vi phụ trách của chu dương nếu chu dương đồng ý anh chỉ cần nói với cấp dưới một tiếng thì giấy xin kiểm duyệt của mấy người nhà bà tạ sẽ lập tức được thông qua xét duyệt chuyện này hình như rất đơn giản chẳng lẽ mọi người chưa từng đi xin kiểm duyệt sao thẩm bích quân cười nói cô không đề cập đến việc chu dương có thể xử lý chuyện này cũng giống như quên mất sự tồn tại của chu dương ngược lại là vô cùng hứng thú đánh giá những người họ hàng trước mắt đến lúc này thẩm bích quân mới phát hiện những họ hàng thân thích này đa phần đều có điều kiện không tốt lắm nhưng cơ bản thuộc về kiểu phú quý không đủ ăn chơi có thừa tiền thì ít mà phung phí thì nhiều mỗi một người bọn họ đều hành động đơn độc dĩ nhiên cũng không xuất chúng gì nhưng khi bọn họ tụ họp lại cùng nhau để hợp tác thực lực cũng không hề nhỏ theo lý mà nói nếu bọn họ hợp tác với nhau thì phải đạt tiêu chuẩn xét duyệt mới đúng, không thể nào xảy ra việc không được thông qua. Hay là nói, có nguyên nhân gì khác nên mọi người không được thông qua? Thẩm Bích Quân hỏi thẳng, cô không ngờ bà tạ lại tìm đến sự giúp đỡ của mình, vậy thì trước đây bọn họ nhất định đã từng xin xét duyệt nhưng đã bị từ chối. Ha ha, Thẩm tổng, cái này thật sự có vài nguyên nhân, những nhân viên xét duyệt đó cảm thấy thực lực của chúng tôi không đủ, vì vậy không phê chuẩn đơn của chúng tôi nhưng cô biết tương lai phát triển của công ty danh dương nhất định vô cùng rộng mở, vì vậy cô mới muốn tìm cháu giúp đỡ một chút, xem thử có thể thông qua đơn xin phép này không. Bà Tạ cười nói nịnh nọt, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Còn những họ hàng thân thích kia, vẻ mặt ai cũng tràn đầy hy vọng. Bọn họ đã từng cùng nhau tính toán sổ sách một lượt. Lần này mỗi nhà bỏ ra 200.000 tệ để hợp tác, đợi đến lúc có được tư cách, sau khi cửa hàng kinh doanh khai trương, trong vòng một năm là có thể thu hồi tất cả chi phí cả vốn lẫn lãi. Vậy thì, tiếp theo toàn bộ tiền sẽ là của bọn họ kiếm được. Nếu tính như vậy, một năm chỉ riêng mở cửa hàng kinh doanh, thuê hai nhân viên, mỗi một nhà có thể kiếm được hơn 200.000 tệ. Huống chi, công ty danh dương bây giờ phát triển ngày càng tốt, danh tiếng cũng ngày càng lớn, bọn họ sớm gia nhập, sau ngày lợi ích đạt được cũng sẽ ngày càng lớn. Thẩm bích quân nhìn bà tạ, nhìn những họ hàng thân thích trước mắt, trên mặt nở nụ cười hờ hững, lại tỏ ra hơi xa cách. "Cô, tuy cháu là chủ tịch công ty, nhưng rất nhiều chuyện không phải một câu nói của cháu là có thể giải quyết." Thẩm Bích Quân bình thản nói. Vẻ mặt của đám người nhà bà Tạ lập tức trở nên u ám, bọn họ ai cũng chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân, nghi ngờ khó hiểu. Thẩm Bích Quân cô tốt xấu gì cũng là chủ tịch của công ty Danh Dương, cổ đông lớn nhất, có thể nói công ty Danh Dương chính là của Thẩm Bích Quân chuyện trong công ty có chuyện nào mà cô không định đoạt được chứ kết quả xin cô một chút chuyện nhỏ mà cô đã từ chối nhưng cô có thể cầm danh thiếp của cháu đi tìm người phụ trách dự án của công ty chúng cháu những công việc xét duyệt như vậy luôn là do anh ấy phụ trách thẩm bích quân chuyển hướng đề tài lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho bà tạ vừa cười vừa nói nụ cười lần này lộ ra sự thân thiết và ấm áp Đám người nhà bà tạ phát hiện ra vừa nãy mình đã hiểu lầm thẩm bích quân, mặt ai nấy cũng hơi ngượng ngùng xấu hổ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía thẩm bích quân đã không có ngoài nghi mà chỉ còn cảm kích biết ơn. Chuyện đùa Đường đường là danh thiếp của chủ tịch công ty danh dương thẩm bích quân, chẳng phải là vô cùng uy lực, ở công ty danh dương muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Một người phụ trách dự án nhỏ bé, nhìn thấy danh thiếp của thẩm bích quân, sẽ lập tức lao tới lại lục một phen, sau đó mau chóng thông qua đơn xin xét duyệt của đám người bà tạ cầm lấy danh thiếp của thẩm bích quân vẻ mặt bà tạ vô cùng xúc động đáy mắt tràn đầy vẻ vui mừng cảm ơn thẩm tổng thậm chí đến cả tiếng nói cũng trở nên hơi run rẩy đây coi như là phần sự nghiệp đầu tiên của bà tạ có sự nghiệp này rồi sau này bà tạ có thể tự do về tài chính không cần ngày nào cũng trông chờ vào công ty của tạ linh ngọc nữa dĩ nhiên Công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của Tạ Linh Ngọc nên giao cho bà một phần, thì vẫn phải giao cho bà. Ha ha, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu đi đây, Tiểu Chu, đi cùng tôi nào." Thẩm Bích Quân khẽ cười, đột nhiên quay đầu nhẹ nhàng cười với Chu Dương, rồi xoay mình rời khỏi khách sạn. Lần này quá đột ngột, Chu Dương căn bản chưa phản ứng kịp. "Tiểu Chu?" Trong lòng Chu Dương đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bản thân mình nhỏ chỗ nào, Thẩm Bích Quân muốn gọi mình là Tiểu Chu? không được cái này rõ ràng là xem thường mình nhất định phải dạy cho cô ấy một bài học để cô ấy biết mình không nhỏ chút nào chu dương cũng không chào hỏi gì đi thẳng ra ngoài rời khỏi khách sạn bước theo thẩm bích quân bữa cơm này chu dương cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì sở dĩ không ra tay dạy dỗ người khác đơn giản chỉ vì không muốn làm mất mặt tạ linh ngọc mà thôi suy cho cùng một khi anh ra tay dạy dỗ bọn họ thì người khác nhất định sẽ trả lại sự tức giận lên đầu mình nhưng nếu bọn họ muốn trả thù Chu Dương, căn bản sẽ không thành công. Lúc đó, sợ là bọn họ sẽ đem tất cả oán giận đổ lên đầu Tạ Linh Ngọc, vì vậy sẽ xảy ra xung đột làm hại tới Tạ Linh Ngọc. Mà việc này không phải điều Chu Dương muốn thấy. Chương 649, có mưu tính từ trước. Thẩm Bích Quân đi rồi. Trong phòng tuy là bà Tạ đã nói rõ những điều mà họ, Thẩm Bích Quân cũng trả lời lại và đưa danh thiếp của cô cho bà Tạ, khiến mọi người yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện giờ, Thẩm Bích Quân rời đi như thế, nghe vẻ tâm trạng không vui cho lắm, nên cũng khiến mọi người ngương ngác nhìn nhau. Trong chốc lát, tôi nhìn anh, anh nhìn anh ta, vẻ đầy khó hiểu. "Chuyện này, Thẩm tổng." Có người dè dặt nói, "Chỉ lo vừa nãy họ đã đắc tội Thẩm Bích Quân ở đâu đó, gây ra khó khăn không đáng có cho việc mở cửa hàng kinh doanh." "Không sao hết, ha ha, vừa rồi Thẩm tổng đã nói rồi mà, công ty có nhiều việc cần phải xử lý, cũng sát Tết rồi." công việc bận rộng cũng là bình thường, mọi người khỏi lo. Ha ha, bà tạ thấy cảm xúc mọi người có gì đó là lạ, liền an ủi nói. Dẫu sao, chuyện này cũng do bà tạ dốc sức hoàn thành, hơn nữa, tạ Linh Ngọc và thẩm bích quân thân thiết như chị em, nên mọi người khá tin tưởng và nghe theo lời của bà tạ. Linh Ngọc, em muốn đi chung không? Chu Dương lặng lẽ quan sát mọi người trò chuyện, nghe vẻ rất mong đợi vào cửa hàng kinh doanh chưa khai trương này đang tưởng tượng sắp tới sẽ có đống tiền bay tới. Chu Dương nhếch miệng, đám người này đang mơ mộng, tưởng rằng Thẩm Bích Quân sẽ giúp họ thật, nhưng không để ý Thẩm Bích Quân nói là chuyện cửa hàng kinh doanh sẽ do người phụ trách dự án phân công quản lý. Trong mắt họ người phụ trách dự án này có lẽ chỉ là người mà Thẩm Bích Thần nói gì nghe nấy. Cuống hồ, Thẩm Bích Thần còn đưa cho bà ta một tấm danh thiếp cho một người phụ trách dự án duyệt đơn xin của họ là xong. Họ không biết rằng nếu người phụ trách dự án này mà là người khác thì khả năng họ sẽ được xét duyệt thật thế nhưng người phụ trách dự án này không phải ai xa mà là chu dương cho nên nếu chu dương không đồng ý thì đơn xin xét duyệt của họ sẽ không được duyệt chu dương cũng không muốn ở đây tiếp nữa công ty có rất nhiều việc chỉ riêng việc ở quận khánh phong đã đủ khiến anh nhức óc rồi chu dương không rảnh rỗi ngồi giết thời gian cùng đám người này ừ em đi chung với anh tạ linh ngọc gật nhẹ thu dọn một lúc, rồi chuẩn bị rời đi cùng Chu Dương. Chuyện ngày hôm nay khiến Tạ Linh Ngọc rất buồn, cô không những không bảo vệ được Chu Dương, mà còn để cho mẹ ruột và họ hàng thân thích của cô sỉ nhục Chu Dương không thôi. Quan trọng là, người đứng ra bảo vệ Chu Dương hôm nay là Thẩm Bích Quân, người có ý với Chu Dương, điều này khiến Tạ Linh Ngọc rung lên hồi chuông cảnh giác trong lòng. Khi Chu Dương và Tạ Linh Ngọc rời khỏi phòng, hơn nữa còn không có ai để ý tới mọi người đều tập trung vào tấm danh thiếp trong tay bà tạ có tấm danh thiếp này thì việc thành lập cửa hàng kinh doanh sắp tới của họ sẽ có thể thực hiện được rồi nhưng chu dương không để ý rằng lúc anh và tạ linh ngọc rời đi cậu cả và trương dũng ở trong góc lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh với một vẻ đầy cam phẫn cổ nổi gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống chu dương ở sảnh khách sạn cảnh thái khi chu dương và tạ linh ngọc ra khỏi phòng ra tới sảnh thì thấy thẩm bích quân đang cười với mình nụ cười này như khiến cả thế giới nhuốm màu buồn vẻ lộng lẫy ở sảnh khách sạn trong phút chốc như tan biến hết trở nên tối tăm ảm đạm chẳng phải cô phải về công ty sao sao vẫn chưa đi chu dương nhíu mày mỉm cười hỏi nhưng giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên như thể anh đã biết trước rằng thẩm bích quân sẽ không rời khỏi khách sạn luôn mà sẽ ở sảnh khách sạn đợi anh sợ anh bị uất ức nghĩ quẩn nên đợi anh ở đây để an ủi anh đó thẩm bích quân cười nhạt, không định bỏ qua chuyện này không nhắc tới chỉ vì có tạ Linh Ngọc ở bên. Trái lại, thẩm bích quân cho rằng, chính vì có tạ Linh Ngọc ở đây, nên cô ấy mới phải nói ra, để cho tạ Linh Ngọc biết, Chu Dương đã phải chịu biết bao tủi nhục ở tạ gia. Vì từ lúc thẩm bích quân khuyên dân tạ Linh Ngọc, tạ Linh Ngọc đi vào ngõ cụt, rồi thổ lộ tình cảm của mình với Chu Dương xong. Thì thẩm bích quân và tạ Linh Ngọc đã là kẻ thù của nhau rồi. Thẩm Bích Quân nói xong, mà Tạ Linh Ngọc hơi biến sắc, sám xịt đi. Lời của Thẩm Bích Quân có dụng ý rất rõ ràng, ý là Chu Dương của em ở Tạ gia phải chịu nhiều uất ức đến vậy, tại sao vẫn ở lại Tạ gia? Và lại Tạ Linh Ngọc biết rõ, Thẩm Bích Quân luôn có tình cảm với Chu Dương. Thế có cơ hội, Thẩm Bích Quân sẽ ra tay chiếm lấy Chu Dương ngay. Ha ha, quen rồi, tôi không có yếu đuối như cô tưởng đâu. Giờ chúng ta về công ty thôi, quận Khánh Phong xảy ra chuyện rồi. Cô biết không?" Chu Dương lắc đầu, không nói chủ đề này nữa. Có lẽ vì nghĩ Tạ Linh Ngọc đang ở đây, nói chuyện này không hợp lắm, sẽ khiến cô khó xử hơn. Chu Dương nhanh chóng lái sang chuyện của quận Khánh Phong. Việc bên quận Khánh Phong xảy ra rất đột ngột, và những chuyện xảy ra tiếp theo, Chu Dương cũng có thể đoán được đôi chút. Có điều, giờ vẫn chưa tới Tết, trong dự tính của Chu Dương, Tết đến mới là khoảng thời gian đối phương vững mạnh và có lẽ cũng trong chính dịp tết này đối phương mới ra tay thật cho nên mấy ngày nay họ không cần lo lắng chỉ cần để ý chút là được hai người về công ty đi em cũng phải về công ty coi thử nửa năm qua không dòm mó gì rồi em phải đi xem xem có vấn đề gì không tạ linh ngọc khẽ nói thậm chí mắt còn hơi né tránh chu dương nói xong tạ linh ngọc không đợi chu dương và thẩm bích thần đáp lại đã đi thẳng ra ngoài linh ngọc đợi đã Chu Dương muốn bước tới gọi Tạ Linh Ngọc, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân ngăn lại. "Hiện giờ Linh Ngọc cần thời gian suy nghĩ kỹ, anh đừng làm phiền em ấy nữa." Thẩm Bích Quân nghiêm túc nói. Cô có thể cảm nhận được, chuyện xảy ra hôm nay khiến Tạ Linh Ngọc buồn bã vô cùng. Nhưng vì mối quan hệ với Chu Dương trước kia, cộng thêm chuyện hôm nay là vì bà Tạ và đám họ hàng thân thích quá đáng quá, nên Tạ Linh Ngọc không biết mở lời với Chu Dương kiểu gì. Thẩm Bích Quân hiểu tâm trạng này được thôi chu dương gật đầu anh cũng có thể cảm nhận được hình như tạ linh ngọc không vui mấy vậy chúng ta về công ty trước đã nửa tiếng sau tại công ty danh dương chu dương và thẩm bích quân về đến công ty diệp sở thiến liền ra nghinh đón vẻ mặt diệp sở thiến đầy lo lắng thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi thẩm tổng chu tổng cuối cùng hai người cũng về rồi diệp sở thiến vội vàng theo hai người vào phòng làm việc đưa văn kiện trong tay cho hai người. Đây là gì? Dương Hiên nhíu mày hỏi. Nếu chỉ là chuyện về quận Khánh Phong, thì Diệp Sở Thiến không đến mức phải lo lắng vậy đâu, thậm chí lo lắng tới mức toát cả mồ hôi chán. Nhưng, nếu không phải chuyện về quận Khánh Phong, chẳng lẽ chỗ khác cũng có chuyện nữa sao? Đây là kết quả của buổi trao đổi giữa bộ phận thương mại và hai cửa hàng vi phạm hợp đồng ở quận Khánh Phong đó. Diệp Sở Thiến chỉ vào mấy điều khoản trên văn kiện ngoài ra hiện giờ ở thành phố đông hải cánh truyền thông cũng đã đưa tin về chuyện này hơn nữa còn lan tỏa rất nhanh như thể diệp sở thiến nói nửa chừng rồi dừng không nói tiếp nữa như thể có mưu tính từ trước đúng không ấy vậy mà chu dương lại biết rõ diệp sở thiến muốn nói gì đúng vậy theo tình hình xảy ra sự việc chuyện của quận khánh phong cũng chỉ mới xảy ra hôm nay thôi thế mà đám truyền thông đã lập tức đăng tin luôn rồi thậm chí cách thời gian xảy ra sự việc có lẽ chỉ khoảng 1-2 tiếng. Quãng thời gian như vậy, chỉ điều tra, soạn bản thảo rồi in ấn là không đủ, vậy nên chắc chắn đám truyền thông đã biết trước quận trùng phong sẽ xảy ra chuyện này. Nói cách khác, có thể đám truyền thông có liên quan mật thiết tới kẻ đứng sau chuyện của quận Khánh Phong. Chu Dương chăm chú xem văn kiện. Trên này có kết quả của buổi trao đổi giữa bộ phận thương mại của công ty và hai cửa hàng kinh doanh vi phạm hợp đồng kia. Chu Dương không đọc nhiều, chỉ lướt qua là biết kết quả của cuộc trò chuyện không tốt lắm. Nếu không, Diệp Sở Thiến sẽ không nghiêm túc như thế, mà sẽ vui vẻ cơ. Chương 650, suy nghĩ của Chu Dương. Quả nhiên trên tài liệu ghi rõ, hai cửa hàng tiêu thụ kia chẳng dám thừa nhận việc vi phạm hợp đồng, nhát chết không mở vụ kiện với công ty Danh Dương. Việc này không nằm ngoài dữ liệu của Chu Dương thậm chí tên những phương tiện truyền thông tham gia và báo cáo vấn đề này được liệt kê đằng sau, anh cũng xem cẩn thận. Bởi vì những phương tiện ấy xác suất lên đến 90% là liên quan đến người đứng đằng sau vụ việc ở quận Khánh Phong. Thế nên, chỉ cần xem xem mấy phương tiện truyền thông gồm những cái tên nào là có thể đoán được người đó. Chu Dương nhìn những phương tiện truyền thông được liệt kê trên tài liệu, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật bất ngờ, chào buổi tối, Đông Hải cũng xuất hiện chu dương lập tức nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra những phương tiện truyền thông liên quan vấn đề này đều bị hiệp hội ngành truyền thông đông hải cấm hoạt động tức là bọn họ trước kia làm nhiều bài báo sai sự thật vi phạm quy tắc của nghề truyền thông nói cách khác thì bọn họ đều có tiền án cũng chỉ là một đám người đứng núp bóng sau lưng người khác chu dương cười khinh sau khi xem xong tài liệu thì đặt nó lên bàn rồi không xem thêm nữa tài liệu này cũng giúp anh xác nhận ít chuyện đó là người đứng đằng sau quận khánh phong xem chừng không ghê gớm lắm phải phụ thuộc vào mấy gia tộc ở đông hải chu tổng chúng ta không cần chuẩn bị gì sao bọn họ bây giờ đang âm mưu tại quận khánh phong nhưng có ai biết sắp tới bọn họ có động đến chỗ đó không diệp sở thiến hạ thấp giọng hỏi cô là trợ lý của chu dương nên phải cân nhắc nhiều phương diện dù thật sự cô cũng bất lực bó tay trước một người trầm tĩnh đến kỳ lạ như chu dương Thẩm Bích Quân đọc xong tài liệu cũng quay đầu lại nhìn Chu Dương, ánh mắt kỳ vọng một câu trả lời. "Không cần làm gì cả, bây giờ là mùa xuân, bọn họ muốn chúng ta trong khoảng thời gian quan trọng này loạn hết lên, để bọn họ cũng kiếm cớ làm loạn, dìm toàn bộ công ty danh Dương xuống vũng bùn." Chu Dương gật gù, ánh mắt nhìn xa xăm, "Thế nhưng, chúng ta không thể ngồi im đó." Anh nghĩ một chút rồi chậm rãi cười nói, "Đối phương muốn chúng ta trở nên hỗn loạn vào kỳ xuân." Vậy thì chúng ta sẽ chiều lòng để vạch trần bọn họ. Về vấn đề này, mấy ngày tới tôi sẽ thiết kế một phương án, đến lúc đó đưa lại cho Chỉ Thiến, sau đó cô giao lại cho bộ phận thương mại và bộ phận tư pháp, bọn họ nhìn thấy sẽ tự biết cách phải làm thế nào. Chu Dương cao hứng bật cười, bởi vì bây giờ có một ý tưởng chậm rãi hình thành trong suy nghĩ của anh. Hơn nữa, ý tưởng này cực kỳ thú vị, không biết mấy kẻ đứng sau kia có đoán được kế hoạch này không. Được thôi, Diệp Sở Thiến đang không biết làm sao, nhưng nếu Chu Dương đã nói vậy thì cô chỉ có thể tin tưởng anh. Dặn dò Diệp Sở Thiến xong, Chu Dương để cô đi làm việc trước. Còn anh nhìn về phía Thẩm Bích Quân, quá nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nếu không nói ra e là tối còn không ngủ nổi. Anh nhìn tôi làm gì vậy? Mặt tôi dính gì hà? Thẩm Bích Quân thấy Chu Dương nhìn chằm chằm nên hơi hoảng hốt, cô cố bình tĩnh hỏi. "Thẩm tổng, có vấn đề này tôi muốn hỏi cô. Vừa nãy ở trong khách sạn" Cô gọi tôi là Tiểu Chu, tôi không biết chỗ nào của tôi nhỏ, mà cô cũng đã xem qua chưa? Nếu chưa từng thấy thì sao cô lại tùy tiện gọi tôi là Tiểu? Hay là cô muốn tôi chứng minh cho cô xem là tôi không nhỏ tí nào? Chu Dương nghiến răng nói ra mấy lời này, anh hung hăng đè thẩm bích quân lên ghế sofa, muốn nghiêm túc dạy dỗ cô một trận, cho cô biết anh không hề nhỏ chút nào. Anh, bị Chu Dương nói mấy lời này, thẩm bích quân vô cùng xấu hổ, trong nháy mắt mặt đã đỏ ửng, tránh né chu dương không dám nhìn trực diện thế nhưng cô lại muốn trêu chọc chu dương nên sau khi hít sâu một hơi cô nhìn lại phía anh sắc mặt đỏ hồng hoàn toàn biến mất sao nào chẳng lẽ anh không phải tiểu chu hay là đại chu mà anh chỗ nào to cơ tôi đâu có thấy nếu chu dương hỏi vậy thẩm bích quân chọn phương án thẳng thắn đối đầu khiến anh nhất thời cứng họng không biết nói gì dù sao chuyện to hay nhỏ cả hai bọn họ đều không có cách nào chứng minh với đối phương được rồi, bây giờ bỏ qua chuyện này, nhưng cô đưa danh thiếp cho bọn họ, nói là muốn tìm người phụ trách hạng mục, đây là cố tình à?" Chu Dương mỉm cười hỏi, "Thế thì sao, không phải là vừa tạo cơ hội cho anh, vừa giữ thể diện cho bọn họ sao? Tôi đang nghĩ nếu bọn họ biết chuyện, người phụ trách hạng mục chính là anh, chỉ cần một câu là anh có thể từ chối bọn họ, liệu họ sẽ phản ứng như nào?" Thẩm Bích Quân cười, cô dựa vào ghế sofa một cách tự nhiên, co một chân lên, tư thế nhìn hấp dẫn mê hồn chu dương hơi thất thần trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ban đầu anh liếc qua thẩm bích quân một cái chứ cũng không nhìn cô lâu tôi không quan tâm bọn họ phản ứng như nào cô thấy tôi so đo tính toán vậy sao bọn họ tới tìm thì tôi không gặp là được kể cả bọn họ có đưa danh thiếp của cô ra tôi cũng không gặp tôi nghĩ khéo người đầu tiên bọn muốn chửi bới la mắng đổ tội là cô đấy chu dương nhìn thẩm bích quân muốn thấy sự bất ngờ trên mặt cô thế nhưng điều khiến chu dương ngạc nhiên là thẩm bích quân chẳng có chút biểu hiện gì sau khi anh nói giống như cô đã sớm biết anh sẽ không gặp mấy người đó cô đã sớm biết tôi chắc chắc không gặp họ nên mới đưa họ danh thiếp của cô thẩm bích quân không phủ nhận vấn đề chu dương đề cập thực ra lúc bà tạ nói họ đang chuẩn bị thành lập một cửa hàng tiêu thụ nhưng đơn xin phép bị từ chối trong lòng thẩm bích quân đã nghĩ đến điều này quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay chu dương như vậy là tạo cơ hội giúp chu dương thể hiện được trước mặt mấy người họ nếu chu dương muốn trả thù bà tả và đám người còn lại bằng cách diếu võ dương oai này thì đây chính là cơ hội lớn của anh đây cũng là thời cơ để anh chứng minh thực lực với bọn họ chẳng lẽ anh không muốn thẩm bích quân không trả lời trực tiếp câu hỏi của chu dương mà ngược lại đặt ra câu hỏi khác cho anh với chu dương đây là chuyện rất tốt một cơ hội vô cùng thích hợp anh hoàn toàn có thể nhân lúc nhóm bà tả đến xin giúp đỡ để từ đó thay đổi hẳn cái nhìn của những người đó về anh mà sau đó cũng chẳng phát sinh thêm biến cố nào cả cô nghĩ tôi thiếu mấy cơ hội như vậy sao chứng minh cho ai xem tôi chỉ thể hiện giá trị bản thân với những người xứng đáng chứ tôi không nhàn rỗi mà phải đi chứng minh với bọn họ nói đến đây giọng chu dương hơi trầm xuống anh không biết ý dồ thật sự của thẩm bích quân là gì nhưng anh cũng quá mệt để suy đoán người ngoài không bao giờ hiểu được cảm giác của anh với bà tạ với mấy người họ hàng kia Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi công ty. Thẩm Bích Quân cũng không giữ anh lại, cô biết bây giờ Chu Dương cần ở một mình để hiểu rõ bản thân anh liệu đang quan tâm cái gì, cần cái gì. Những chuyện này không phải thứ người ngoài thay anh chỉ đạo được, tất cả đều do anh quyết định. Chương 651: Gặp Liễu Tuyết. Sau khi Chu Dương rời khỏi công ty, anh đi lòng vòng bên ngoài, tâm trạng rất rối bời. Anh biết rằng, những gì Thẩm Bích Quân làm hôm nay đều muốn tốt cho anh muốn tìm lại sự tôn nghiêm và thể diện đã mất đi trong nhiều năm trước mặt đám người bà tạ, chứng minh mình không phải đồ vô dụng như lời họ nói. Tất cả những điều này thật sự rất quan trọng đối với Chu Dương. Chu Dương không phải là đồ vô dụng, mọi thứ không phải do bà tạ hay đám họ hàng đó nói là được. Tất cả đều dựa vào thực lực của bản thân anh, cũng như những mục tiêu và phương hướng để anh nỗ lực phấn đấu. Nếu Chu Dương cam tâm tình nguyện làm một con cá ướp muối vậy thì cho dù người khác có tạo cơ hội cho anh như thế nào anh cũng không có cách chứng minh bản thân trước mặt đám người bà tạ ngược lại nếu bản thân chu dương không phải đồ vô dụng mà có thủ đoạn và thực lực rất mạnh mẽ vậy thì cho dù anh không chứng minh bản thân trước mặt đám người bà tạ và họ vẫn cho rằng anh là đồ vô dụng thì anh cũng không phải là đồ vô dụng mà trong mắt người khác anh đã là một nhân vật không thể coi thường cũng là người có địa vị hết sức quan trọng ở đông hải chu dương không oán trách thẩm bích quân làm điều thừa anh chỉ cảm thấy thẩm bích quân quen biết anh trong thời gian dài như vậy mà vẫn không hiểu được suy nghĩ thật sự của anh chu dương vốn dĩ không quan tâm đến cách nhìn của đám người bà tạ dù đám người bà tạ cho rằng anh là một người tài ba xuất chúng vậy có làm sao điều chu dương có thể đạt được không phải là sự tán dương và nịnh bợ của họ đây không phải những điều mà chu dương muốn cứ coi như đám người bà tạ cho rằng chu dương là đồ vô dụng Vậy thì Chu Dương thật sự là một đồ vô dụng sao? Cho nên, trên thực tế, Chu Dương vẫn không đồng tình với cách làm ngày hôm nay của Thẩm Bích Quân. Có điều, Chu Dương biết Thẩm Bích Quân muốn tốt cho mình. Chỉ là, trong lòng luôn tồn tại vướng mắc, điều này khiến Chu Dương cảm thấy không thoải mái một cách vô cớ, anh không muốn ở lại công ty, chỉ muốn ra ngoài đi dạo, thả lỏng tinh thần. Nếu không, Chu Dương không dám đảm bảo mình sẽ không vì kích động mà làm ra những chuyện bốc đồng. Đi dạo phố ở thành phố Đông Hải, Chu Dương bất ngờ phát hiện, Tết âm lịch sắp đến gần, toàn thành phố Đông Hải mặc dù thay đổi rất náo nhiệt, song vẫn mang đậm hương vị Tết. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là các đường phố lớn ở thành phố Đông Hải thật sự vắng vẻ nhiều. Không ít cửa hàng hai bên đường gần đây đều đóng cửa sớm vào thời điểm này. Chu Dương đi được một đoạn đường, hầu hết tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Tuy nhiên, cũng may tất cả đồ được bày bán trong những cửa hàng đóng cửa kia đều không phải vật phẩm thiết yếu cuộc sống, hầu hết là những thứ đồ như quần áo, giày dép. Hầu hết mọi người trước thềm năm mới đã mua sắm quần áo Tết từ rất sớm rồi, cho nên những cửa hàng này bây giờ không đóng cửa thì cũng không có việc gì làm. Trong vô thức, Chu Dương đã lang thang gần một tiếng đồng hồ. Trong một giờ này, Chu Dương cũng suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ anh hiểu được cách làm của Thẩm Bích Quân thẩm bích quân tuyệt đối không có ác ý cũng không có bất kỳ ý trêu đùa nào với chu dương toàn bộ chuyện cô ấy làm đều dựa trên góc độ của chu dương để suy nghĩ nhưng chu dương phát hiện ra một vấn đề đó là thẩm bích quân mặc dù đứng trên góc độ của anh để suy nghĩ nhưng cô ấy không thể biết mọi suy nghĩ trong lòng anh lúc này rốt cuộc là gì mục tiêu tương lai của anh sau này ra sao thẩm bích quân cho rằng anh muốn nổi bật nở mày nở mặt trước người tạ ra đây là suy nghĩ ở góc độ hạn hẹp trên thực tế, ánh mắt của Chu Dương luôn hướng về Chu gia ở thủ đô, Chu Dương cũng không thèm quan tâm đến những gia tộc lớn ở Đông Hải, như Tôn gia, Tô gia, huống hồ là đám họ hàng và bà tạ. Bọn họ trong mắt của Chu Dương, chỉ có thể là khách qua đường. Cho dù bây giờ anh và Tạ Linh Ngọc có quan hệ vợ chồng, một khi Chu Dương trở về Chu gia lần nữa, anh cũng sẽ không để những kẻ nịnh hót như bà tạ có được lợi ích gì, càng không để bọn họ vì mình mà lấy tên tuổi của Chu gia ra bên ngoài làm sằng làm bậy chu dương sớm đã nghĩ xong toàn bộ những điều này soạt khi chu dương đang trầm tư suy nghĩ một con bọ cánh cam màu đỏ đột nhiên đậu bên cạnh chu dương phát ra âm thanh chói tai chu dương cũng bất ngờ bị giật mình vô cùng kinh ngạc nhìn con bọ cánh cam màu đỏ đậu trên người anh khẽ cau mày lại bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay sát bên cạnh anh có thể nói nếu như tài xế không chú ý thì sẽ đâm vào anh chu dương đang chuẩn bị nổi giận một âm thanh quen thuộc truyền qua anh Chu, là anh sao? Chu Dương liếc nhìn, mới phát hiện người lái xe lại là người quen của mình. Liễu tuyết của vịnh lục cảnh. Nhìn thấy người quen, lửa giận vừa nãy của Chu Dương cũng tan biết trong chớp mắt. Nghĩ lại, Liễu tuyết cũng không cố ý làm như vậy. Thì ra là cô Liễu, thật trùng hợp. Chu Dương cười chào hỏi một tiếng. Anh Chu ở đây làm gì? Muốn đi đâu sao? Tôi có thể chở anh đến đó. Liễu tuyết nhìn Chu Dương, vẻ mặt đầy hưng phấn và kích động, cô nói thẳng ra mà không cần suy nghĩ. Cô nói xong mới phát hiện ra điều khác thường, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Vừa nãy, lúc cô lái xe trên đường, nhìn thấy bóng người trước mắt rất quen thuộc, muốn lại gần xem thử. Liễu tuyết nhận ra Chu Dương, trong lòng nhất thời vui mừng kích động, chân đạp ga cũng mạnh hơn, suýt chút nữa đụng chúng Chu Dương. Sau khi nhìn thấy đúng là Chu Dương, Liễu Tuyết vui mừng khôn xiết. Kỳ, thì... Cô muốn đi đâu? Ăn mặc lại đẹp như vậy, không phải đi hẹn hò chứ? Nếu như thật sự đi hẹn hò, tôi không nên làm phiền. Chu Dương không ngờ Liễu Tuyết sẽ nói với mình những lời này, anh không nén nổi sự bất lực, cúi xuống nhìn bản thân. Nhìn anh như bộ dạng muốn đi đâu đó mà không có xe sao? So với Liễu Tuyết mà anh gặp ngày hôm qua, hôm nay cô ăn mặc càng đẹp hơn, quần áo trên người đều lựa chọn kỹ càng, Chu Dương có thể nhận ra những bộ quần áo này đều là hàng rất thời trang, tuyệt đối không phải quần áo mặc bình thường. Ít nhất, bây giờ nơi mà Liễu Tuyết sắp đi cũng khá quan trọng đối với cô. Về chuyện hẹn hò, đơn thuần chỉ là Chu Dương thuận miệng nói. Dù sao, Tết sắp đến, hẹn hò trở thành chủ đề rất phổ biến, dường như hàng ngày anh đều có thể đọc tin tức liên quan đến hẹn hò yêu đương ở trên mạng. Hơn nữa, thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Chu Dương biết hiện giờ Liễu Tuyết vẫn độc thân hoàn toàn phù hợp với điều kiện của chuyện hẹn hò yêu đương liễu tuyết nghe thấy chu dương nói như vậy nhất thời đỏ mặt thậm chí nét mặt hơi khó chịu cô không ngờ cách ăn mặc vì tiện của cô thế này mà chu dương lại cho rằng cô sắp đi hẹn hò không phải không phải anh chu tôi không phải đi hẹn hò hơn nữa nếu tôi đi hẹn hò thì cũng không có ai để ý tôi đang trên đường đến câu lạc bộ silver lake liễu tuyết nhanh chóng thanh minh giải thích không biết tại sao Liễu Tuyết không muốn để Chu Dương hiểu nhầm mình đi hẹn hò, thậm chí còn nói cho Chu Dương nghe điểm đến của mình. Ha ha, không sao, dựa vào tố chất của cô Liễu, nếu như thật sự muốn đi hẹn hò, tôi nghĩ chắc chắn có vô số người xếp hàng đợi đấy. Chu Dương mỉm cười, thảo luận chuyện hẹn hò yêu đương với một cô gái như vậy, suy cho cùng vẫn có phần khó xử. Nhưng Liễu Tuyết nói cô sẽ đi đến câu lạc bộ Silver Lake, khiến Chu Dương nghĩ đến địa điểm tiếp theo anh muốn đi. Đến câu lạc bộ Silver Lake, tìm Trần Thế Hào nói chuyện, có lẽ sẽ giải quyết được những khúc mắc ở trong lòng. Chương 652: Đi nhờ xe. Lời khen của Chu Dương rất trực tiếp và thẳng thắn, khiến cho hai gò má của Liễu Tuyết đỏ bừng, tim đập tình thịch. "Anh Chu, anh đừng nói về tôi nữa, anh muốn đi đâu?" Liễu Tuyết sợ Chu Dương còn nói về mình, đến lúc đó rất có khả năng sẽ mất mặt, liền nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Liễu Tuyết nhìn Chu Dương vẫn đi về phía trước, giống như muốn đi đâu đó vừa hay cô lái xe qua đây có thể chở chu dương đi cùng tôi chỉ nói sự thật mà thôi vừa hay điểm đến của tôi và của cô giống nhau chu dương mỉm cười nếu liễu tuyết không đồng ý nói về chủ đề hẹn hò vậy thì chu dương đương nhiên sẽ không nói nữa anh không muốn bỗng dưng lại chọc liễu tuyết không vui giống điểm đến của tôi sao anh chu cũng muốn đến câu lạc bộ silver lake liễu tuyết chớp mắt sắc mặt càng ửng đỏ Cô không ngờ Chu Dương nói cũng muốn đến câu lạc bộ Silver Lake. Có rất nhiều sự trùng hợp trên thế giới này. Cô lái xe ra ngoài gặp được Chu Dương, đã là một sự trùng hợp. Điểm đến của Chu Dương và của cô giống nhau, lại là một sự trùng hợp thứ hai. Liễu Tuyết không tin lắm, thậm chí bây giờ cô nghi ngờ Chu Dương cố tình nói như vậy có khả năng vì muốn tiếp cận cô. Vậy một người đàn ông thành công và bí ẩn giống như Chu Dương muốn tiếp cận một người phụ nữ mục đích là gì, Liễu Tuyết suy nghĩ đến nhiều loại khả năng. Nhưng tất cả mọi khả năng đều dựa trên tiền đề, đó là Chu Dương làm như vậy để tạo cơ hội cho Liễu Tuyết tiếp cận anh. Còn bây giờ, anh lên xe của Liễu Tuyết, cùng nhau đi đến câu lạc bộ Silver Lake, không phải là một cơ hội như vậy sao? Không sai, tôi muốn đi đến câu lạc bộ Silver Lake bàn công chuyện, cô thì sao? Không phải đi hẹn hò à? Chu Dương khẽ cười, đã mở cửa xe, ngồi vào trong. Thấy Chu Dương làm động tác quen thuộc như vậy, trái tim của Liễu Tuyết đập nhanh hơn vài phần. Tuy nhiên, lời của cô đã nói ra thì không thể nuốt lại. Cuống hồ, Chu Dương đã ngồi trong xe, cho dù Liễu Tuyết muốn nuốt lời, cũng không có mặt mũi nói ra. Liễu Tuyết giả vờ bình tĩnh, lái xe chậm rãi về phía câu lạc bộ Silver Lake. Tôi không đi hẹn hò, chỉ là tranh thủ khoảng thời gian trước Tết, họp lớp bạn đại học của chúng tôi mà thôi. Liễu Tuyết giải thích những gì Chu Dương vừa nói. Cô không muốn Chu Dương hiểu nhầm mình thật sự đi hẹn hò. Nếu không, vào thời điểm trước Tết, tự lái xe ra ngoài, ăn mặc lại thời trang như vậy, điểm đến là câu lạc bộ Silver Lake, trông có vẻ giống với đặc điểm của chuyện đi hẹn hò. Họp lớp đại học. Lần này đến lượt Chu Dương ngạc nhiên. Nếu anh nhớ không nhầm, các trường đại học mới làm lễ tốt nghiệp cách đây nửa năm, làm gì có chuyện mới nửa năm đã tổ chức họp lớp. Chẳng phải cô vừa tốt nghiệp đại học được nửa năm sao? Mới nửa năm trôi qua, bây giờ đã tổ chức họp lớp rồi sao? Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, họp lớp lần này do lớp trưởng lớp đại học chúng tôi tổ chức, những người tham gia căn bản đều là người sinh sống và làm việc ở Đông Hải, cho nên số lượng cũng không nhiều, chỉ là một buổi họp lớp có mô hình nhỏ thôi. Liễu Tuyết bất lực nói, cô cũng mới nhận tin tức sáng nay, nói đi họp lớp, hơn nữa địa điểm lại là câu lạc bộ Silver Lake thời gian vào buổi tối. Liễu Tuyết cũng tranh thủ trong lúc công ty không có việc gì, dành thời quan đi qua đây. Là vậy sao, xem ra, mối quan hệ bạn học các cô cũng không tệ. Chu Dương cười nói, anh nhớ, Liễu Tuyết tốt nghiệp trường Đại học Đông Hải, mà Chu Dương cũng là sinh viên của trường Đại học Đông Hải, là nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai. Nghĩ đến điều này, Chu Dương cảm thấy hơi ái náy. Mặc dù giáo sư Thiệu Trạch Giai nhận Chu Dương làm sinh viên, nhưng Chu Dương vẫn chưa cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một sinh viên. Ở tỉnh Tương Tây nửa năm, anh vẫn chưa trở về trường Đại học Đông Hải đi học, chỉ nói chuyện ngắn gọn với giáo sư Thiệu Trạch Sai. Xem ra Tết đến, anh phải đi thăm giáo sư Thiệu Trạch Sai. Trong lòng đã quyết, đợi đến Tết, nhất định sẽ tìm cơ hội đi thăm giáo sư Thiệu Trạch Sai. Nói mới nhớ, cô là sinh viên khóa sau của tôi đấy. Chu Dương nhìn Liễu Tuyết đang chăm chú lái xe, cười tủm tỉm. Cái gì, thật sao? Liễu tuyết hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được thông tin này, trên mặt lộ vẻ vui mừng, động tác trên tay cũng bối rối, hơi lúng túng, cũng may nhờ Chu Dương nhắc nhở, cô mới điều chỉnh lại được. Đương nhiên rồi, bây giờ tôi là một nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai. Chu Dương khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Anh nói điều này, không phải vì kéo gần mối quan hệ với Liễu Tuyết, mà là để Liễu Tuyết biết, quan hệ giữa anh và cô vẫn khá gần gũi, anh sẽ không có suy nghĩ nào khác đối với một sinh viên khóa dưới như cô. Anh Chu, anh là nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai sao? Liễu Tuyết rõ ràng rất sừng sốt. Cô biết ba chữ Thiệu Trạch Giai có ý nghĩa gì ở trường Đại học Đông Hải, thậm chí cái tên này đại diện cho một thế lực rất mạnh mẽ trong nước. Giáo sư Thiệu Trạch Giai là một trong những chuyên gia hàng đầu của ngành kiểm định vật liệu ở trong nước. Cho dù không xếp hạng nhất, nhưng ít nhất cũng trong top 3. Mà bây giờ Chu Dương lại nói anh là nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai, điều này khiến Liễu Tuyết hết sức kinh ngạc. Trước đây tôi nghe bạn học nói, năm nay Thiệu Trạch Giai hình như nhận thêm hai sinh viên nữa, lẽ nào một trong số đó chính là anh Chu? Liễu Tuyết lại hỏi, cô nói ra những tin tức nghe được từ chỗ bạn học kia là đang muốn xác nhận lại với Chu Dương. Dù sao, giáo sư Thiệu Trạch Giai cũng giống như siêu sao trong mắt của sinh viên trường Đại học Đông Hải nếu như ai có thể làm sinh viên của giáo sư Thiệu Trạch Giai, vậy chứng tỏ sau này sẽ có một tương lai rộng mở. Tiếp theo đó, có một dự cảm mới lại len lỏi trong đầu liễu tuyết. Theo lý mà nói, có thể trở thành nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai, phải là một sinh viên mới đúng. Nhưng liễu tuyết biết rằng, Chu Dương đã mua một căn biệt thự ở Vịnh Lục Cảnh, hơn nữa ngay cả ông chủ của công ty cô cũng kính cẩn lễ phép khi đối diện với Chu Dương người như vậy sẽ là nghiên cứu sinh của giáo sư thiệu trạch giai sao sẽ là một sinh viên bình thường nhìn thế nào cũng không giống có lẽ nhìn ra nghi ngờ trong đầu liễu tuyết chu dương cũng không quan tâm lắm nếu như dựa vào góc độ của liễu tuyết việc anh là nghiên cứu sinh của giáo sư thiệu trạch giai quả thật hết sức bất ngờ không ai nghĩ đến huống hồ liễu tuyết cũng biết một số hoàn cảnh của anh cô thấy rất khó hiểu cũng là chuyện bình thường Chuyện này cũng không có gì, thật ra tôi đã tốt nghiệp đại học 3 năm trước, nhưng sau này vì một số chuyện, quen biết với giáo sư Thiệu Trạch Giai, nên sau đó tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh dưới danh nghĩa của ông ấy. Nói ra điều này, Chu Dương nhớ đến học kỳ vừa qua anh vẫn chưa nghiêm túc lên lớp, đột nhiên bật cười. Nhưng tôi vẫn chưa đi học trong học kỳ này, cho nên cảm thấy khá có lỗi với giáo sư Thiệu Trạch Giai. Nghe thấy vậy, Liễu Tuyết cảm thấy giác quan của mình hình như sắp bị phá vỡ đó là giáo sư Thiệu Trạch Giai, hàng năm có rất nhiều sinh viên muốn làm nghiên cứu sinh dưới tên của ông ấy. Có lúc, giáo sư Thiệu Trạch Giai một năm chỉ nhận hai sinh viên, thậm chí không nhận sinh viên nào. Nhưng bây giờ, Chu Dương trở thành nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai, cả học kỳ cũng không lên lớp. Nếu truyền ra ngoài, người khác biết được, chắc chắn sẽ bị mắng đến chết. chương 653, không giới thiệu gì sao. Liễu Tuyết lập tức cảm thấy Chu Dương càng thêm thần bí khó hiểu. Tư cách nghiên cứu sinh dưới danh nghĩa của giáo sư Thiệu Trạch Giai là thứ mà nhiều người cầu cũng không được. Thế mà Chu Dương lại có thể có được dễ như trở bàn tay. Những người trở thành nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai, có ai mà không điên cuồng học tập, muốn để lại ấn tượng tốt cho giáo sư, vì tương lai của mình mà xây dựng một cơ sở vững chắc. Nhưng bây giờ, đừng nói là học, Chu Dương thậm chí là lên lớp cũng chưa từng đi liễu tuyết thật không còn gì để nói lúc này cô không biết nên nói gì nữa nói cái gì để khen ngợi chu dương sao cô đều không nghĩ ra cũng không biết phải khen chu dương như thế nào lẽ nào lại nói anh tuy là không lên lớp nhưng thực sự là vô cùng lợi hại sao liễu tuyết không nói ra được suốt dọc đường đi chu dương nói chuyện phiếm với liễu tuyết trên cơ bản đều là những chuyện thú vị đã xảy ra ở trường đại học đông hải mấy năm gần đây trên thực tế sau khi Chu Dương tốt nghiệp đại học thì anh đã không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra trong trường đại học nữa. Dù sao, năm đó cảm giác tồn tại của anh ở trường cũng vô cùng thấp. Thân phận thấp, thành tích học tập bình thường, hoạt động câu lạc bộ cũng không có gì nổi bật. Khóa học năm đó ở trường đại học, sự hiện diện của Chu Dương trong mắt mọi người giống như không hề tồn tại, thậm chí trong lớp học của mình anh cũng không nổi bật lắm. Những người nổi tiếng năm đó đều là mấy người giàu có, học tập tốt năng lực hoạt động câu lạc bộ mạnh. Vừa hay, Chu Dương lại không phải là một trong những người đó. Nếu nhắc đến một chuyện cho thấy Chu Dương thật sự có tồn tại trong trường, vậy thì chính là việc anh kết hôn với Tạ Linh Ngọc, cả việc anh ở dễ nhà Tạ Gia, năm đó cũng có không ít bạn học biết đến. Hai người rất nhanh đã đến câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương xuống xe, nhìn thời gian chỉ mới 4 giờ chiều. Lúc này, Trần Thế Hào chắc là đang ở trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Câu lạc bộ Silver Lake có ba tầng. Tầng một là sảnh lớn, chỉ cần là hội viên của câu lạc bộ thì đều có thể bước vào. Tầng hai và tầng ba đều phải có tư cách nhất định mới có thể vào được. Chu Dương lên tiếng chào hỏi Liễu Tuyết rồi lập tức chuẩn bị vào tìm Trần Thế Hào. Nhưng còn chưa đợi Liễu Tuyết dừng xe lại, đã có hai người, một nam một nữ đi đến. Trên mặt hai người đều nở nụ cười. Nụ cười của người đàn ông như ánh sáng mặt trời, hào phóng và tự tin. Còn nụ cười của cô gái lại khiến người khác cảm thấy thoải mái, Chu Dương hơi nhíu mày lại. Anh có thể cảm nhận được, ánh mắt của người đàn ông này nhìn Liễu Tuyết không đúng lắm, ít nhất là không giống như anh nhìn cô, trong ánh mắt đó mang theo mục đích khác. Còn về cô gái trước mặt, tuy trông có vẻ giống như người có nụ cười tươi tắn rực rỡ, nhưng anh lại nhìn thấy điều khác biệt. Lúc cô ta nhìn Liễu Tuyết, Đáy mắt lóe lên sự ghen tị và oán hận. Điều này khiến Chu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai người này hình như có quen biết với Liễu Tuyết, nếu không họ cũng không thể đi qua đây như vậy. Quả nhiên, trong phút chốc, hai người đó đã bắt đầu chào hỏi cô. "Hoa Khôi Liễu, nửa năm không gặp, cậu lại càng xinh đẹp hơn, ha ha." Người đàn ông mỉm cười đi đến trước mặt Liễu Tuyết, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí còn muốn vươn tay ra ôm lấy hai vai cô có điều hành động này lại bị Liễu Tuyết tránh đi, anh ta theo đà vỗ vào khoảng không phía trước. Mọi việc xảy ra rất nhanh, nên không bị người khác chú ý đến nhưng Chu Dương nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Liễu Tuyết tránh đi cái ôm của anh ta, thì sắc mặt của anh ta trở nên u ám, lộ ra vẻ không mấy hài lòng, đáy mắt càng hiện ra sự bất mãn. Liễu Tuyết, cậu đến sớm rồi đấy, không ngờ, mới chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, vậy mà cậu lại có thể phát triển tốt như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ cô gái cũng đi đến trước mặt liễu tuyết khẽ ôm lấy cô chỉ là chu dương để ý lúc cô gái này ôm liễu tuyết cánh tay cô ta khoác lên vai hơi lộ ra ý xem thường liễu tuyết anh đẹp trai này là ai vậy cậu không giới thiệu một chút cho chúng tôi biết sao lẽ nào là bạn trai của cậu không biết là vị công tử nhà nào vào lúc này ánh mắt của cô gái đột nhiên di chuyển đến chu dương cô ta chăm chú quan sát và đánh giá lời cô ta nói cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh. Vừa nãy anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết, cho nên vẫn không chú ý đến sự tồn tại của Chu Dương. Bây giờ cô gái đó đã nói như vậy, anh ta cũng chuyển ánh mắt nhìn anh, đôi mắt anh ta tràn đầy sự lạnh lùng, như thể muốn nhìn thấu được Chu Dương, xem thử rốt cuộc Chu Dương là người như thế nào. "Hứa Mai, anh ấy không phải là bạn trai của tôi, chỉ là khách hàng tôi quen biết thôi, cậu đừng có hiểu lầm, anh ấy muốn đến đây mà tôi lại trùng hợp gặp được anh ấy ở trên đường, nên thuận tiện dẫn anh ấy đến. Liễu tuyết vội vàng lên tiếng giải thích, cô không muốn bởi vì lời bàn tán của bạn học mà khiến cho Chu Dương có cảm giác chán ghét với cô. Ha ha, không cần giải thích, tôi cũng biết. Có điều Liễu tuyết có giải thích hay không thì cũng không quan trọng với cô ta, bởi vì cô ta sẽ không cho rằng sự việc thật sự giống như lời Liễu tuyết nói. Đùa cái gì vậy, người có thể vào câu lạc Silver Lake, mà bản thân lại không có xe, còn phải nhờ người khác đưa đến đây. Càng huống hồ, người đàn ông này ăn mặc trông khá tùy tiện, quần áo trên người cũng không có nổi một món đồ hàng hiệu, làm sao có thể trở thành khách hàng của Liễu Tuyết được. Cô ta biết, Liễu Tuyết sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, lúc đó, cả đám bạn học đều cực kỳ ghen tị với cô. Suy cho cùng, Vịnh Lục Cảnh ở Đông Hải là một hạng mục cao cấp, người có thể mua được biệt thự ở Vịnh Lục Cảnh đều là người giàu sang quyền quý nếu có thể kiếm được một ông chồng giàu có vậy thì nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng nữa khi liễu tuyết vào làm việc ở vịnh lục cảnh có rất nhiều người đều cho rằng dựa vào sự xinh đẹp của cô muốn kiếm được một ông chồng giàu có còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao nhưng người đàn ông trước mắt này nhìn sao cũng không giống người có thể mua được biệt thự ở vịnh lục cảnh liễu tuyết mới vào làm việc nửa năm đã mua được xe tuy chỉ là volkswagen beetle nhưng vừa nhìn đã biết Thiết bị của chiếc Volkswagen Beetle này khá là cao cấp, giá của nó ít nhất cũng phải 200.000 tệ. Mà Liễu Tuyết mới vào làm việc được nửa năm, dù có bán được nhiều căn nhà đi chăng nữa, cũng không thể kiếm được 200.000 tệ nhanh như vậy. Cho nên, chiếc xe này làm sao mà có được? Cô gái kia cảm thấy mình đã đoán ra được nguồn gốc của nó. Ánh mắt cô ta nhìn Liễu Tuyết lập tức lộ ra vẻ xem thường. Chu Dương đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả những điều này, khiến anh cảm thấy hơi mơ hồ khó hiểu anh thậm chí cũng không biết hai người này là ai chỉ nghe thấy cô gái nhắc đến mình liễu tuyết tôi vào trước đây có điều đây dù sao cũng là việc riêng của liễu tuyết chu dương không muốn lo chuyện bao đồng anh lên tiếng chào hỏi liễu tuyết chuẩn bị đi vào trong câu lạc bộ này 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 đợi một chút anh đẹp trai ơi nhưng khi chu dương vừa mới xoay người cô gái đó vội vàng la lên chạy bước nhỏ đến chỗ anh kéo anh đến bên cạnh liễu tuyết lúc này chu dương Liễu Tuyết và hai người kia, bốn người mặt đối mặt đứng nhìn nhau. Có chuyện gì sao? Chu Dương không biết cô ta kéo anh đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa, cho dù biết thì Chu Dương cũng không có đủ kiên nhẫn để dây dưa với cô ta như vậy. Không có gì, chỉ là thấy anh đến đây với hoa khôi của chúng tôi, lẽ nào không phải là nên giới thiệu một chút cho chúng tôi biết sao? Chương 654, bạn bè bình thường. Chu Dương hơi sững sờ. Anh không ngờ, Cô gái này vậy mà lại cố chấp vậy, giống như nếu không biết được thân phận của anh thì nhất quyết sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa, dáng vẻ này của cô ta căn bản không biết sợ là gì. Giống như Chu Dương không hề có sự đe dọa nào đến cô ta. Có điều, anh không phản bác ngay mà chỉ đứng yên ở đấy nhìn Liễu Tuyết. Dù sao, mục tiêu của hai người này là cô, bản thân anh chỉ đóng vai trò là một tấm bia đỡ đạn, về điểm này, anh vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng. Hứa Mai, cậu làm gì vậy, anh ấy thật sự chỉ là khách hàng của tôi." Cho dù Chu Dương không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Liễu Tuyết đột nhiên lại hơi căng thẳng. Cô biết Chu Dương là người có thân phận vừa thần bí lại có thực lực lớn mạnh, ngay cả cô cũng chẳng là gì so với anh. Cho dù ông chủ của cô khi ở trước mặt Chu Dương cũng phải cẩn thận dè dặt. Lúc này, Hứa Mai lại nói như vậy với Chu Dương, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho anh tức giận. Vậy thì hậu quả sau này liễu tuyết khó mà đoán trước được anh chu bạn học của tôi không có ác ý xin anh đừng trách họ nếu anh có việc gấp thì nên đi xử lý trước đã đừng để ý đến tôi liễu tuyết nhanh chóng đến bên cạnh chu dương thấp giọng nói bây giờ cô chỉ hy vọng chu dương mau chóng rời khỏi đây nếu anh ở lại càng lâu thì ánh mắt của hai người bạn này của cô sẽ càng có ý gây sự với chu dương quan trọng nhất là liễu tuyết có thể cảm nhận được hoàng cương người bạn này của cô với tư cách là lớp trưởng thời đại học, dường như có ý gì đó với cô, nên anh ta càng có thái độ thù địch với Chu Dương. Nếu Chu Dương còn tiếp tục ở lại đây, vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Cương bất mãn, có khi anh ta sẽ không nhịn được mà động tay động chân với Chu Dương. Hôm nay Liễu Tuyết đến đây để tham gia họp mặt bạn cùng lớp, cô không mong có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chu Dương nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết, anh muốn nhìn ra được điều gì đó từ trong đôi mắt cô nhưng anh không thấy được suy nghĩ nào khác chỉ thấy rõ sự lo lắng và ái náy tột cùng điều này ngược lại khiến cho chu dương cảm thấy hơi bất ngờ xem ra liễu tuyết đang suy nghĩ cho chu dương cô không muốn gây phiền phức cho anh ừ vậy tôi đi trước cô đã có số điện thoại của tôi đến lúc đó gọi cho tôi là được rồi chu dương khẽ gật đầu không thèm liếc nhìn hoàng cương và hứa mai anh chỉ nhìn thoáng qua liễu tuyết rồi lập tức đi thẳng vào câu lạc bộ silver lake Hứa Mai còn muốn chặn anh lại, nhưng đã bị Liễu Tuyết ngăn cản. Hứa Mai, đủ rồi, anh ấy thật sự chỉ là khách hàng của tôi, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến đây chỉ là sự trùng hợp. Liễu Tuyết cau mày, trầm giọng nói. Cô thật sự không muốn Hứa Mai gây ra ảnh hưởng hay làm phiền gì đến Chu Dương. Hừ, Liễu Tuyết, cậu đó vẫn còn non nớt quá, quần áo trên người anh ta cũng không có nổi một món đồ hiệu, người như vậy sẽ là khách hàng của công ty cậu sao? Cậu đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, như tôi thấy, anh ta có lẽ là có ý đồ không đứng đắn với cậu. Hứa Mai cười khẩy, nhìn theo bóng lưng của Chu Dương, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ nghi ngờ. Theo tôi thấy, anh ta tự tìm cho bản thân một lý do thôi, muốn đi câu lạc bộ tìm người sao. Hừ, người có thể vào được câu lạc bộ Silver Lake, nhất định phải là hội viên, mà phí hội viên là 100.000 tệ, tôi muốn xem thử, người này sẽ bị đuổi ra thế nào đây. Gương mặt hứa mai lộ ra sự đắc ý và nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn theo Chu Dương đầy vẻ xem thường. Đến câu lạc bộ Silver Lake tìm người sao? Cái cớ này thật giả tạo. Phải biết rằng, câu lạc bộ Silver Lake là câu lạc bộ tư nhân có quy tắc cao nhất ở Đông Hải, phải là hội viên mới có tư cách bước vào đây. Tầng thấp nhất của tòa nhà là tầng 1, người muốn có tư cách bước vào đại sảnh của tầng này, ít nhất cũng phải là hội viên có cấp bậc thấp nhất, mà phí hội viên phải đóng là 100.000 tệ. Hứa Mai thậm chí đã nghĩ xong kế hoạch, đợi đến khi Chu Dương bị bảo vệ đuổi ra khỏi câu lạc bộ Silver Lake, thì bọn họ sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng sự chênh lệch thân phận của bọn họ. Đến lúc đó, cô ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt để khoe khoang ở trước mặt Chu Dương. Cũng mượn cơ hội này để khiến cho Liễu Tuyết phải mất mặt. Hoàng Cương đứng một bên cũng nghĩ như vậy, anh ta nhìn cửa lớn của câu lạc bộ Silver Lake, khóe miệng khẽ nhếch, anh ta đang đợi nhìn thấy cảnh Chu Dương bị bảo vệ đuổi ra ngoài nhưng giây tiếp theo, Hoàng Cương và Hứa Mai đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cửa của câu lạc bộ, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Chu Dương vậy mà lại vào được, không chỉ là đi vào, mà nhìn dáng vẻ của hai người bảo vệ, giống như họ thật sự quen biết Chu Dương từ rất lâu rồi. Hoàng Cương không cho rằng Chu Dương có thể làm được thẻ hội viên của câu lạc bộ Silver Lake, mà hai người bảo vệ đó lẽ nào cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Bây giờ hai người tin lời tôi nói rồi chứ. Chu tiên sinh thật sự là khách hàng của tôi, anh ấy đến đây là muốn tìm người quen." Liễu Tuyết Nghiêm giọng nói. "Cô biết Hoàng Cương và Hứa Mai là dùng cảm nhận lần đầu gặp mặt để đánh giá Chu Dương, cho rằng anh không phải nhân vật gì lớn, cùng lắm là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Bởi vì Chu Dương đến đây với cô, nên Hoàng Cương và Hứa Mai muốn lấy việc chế nhạo Chu Dương để đạt được ý đồ hạ thấp Liễu Tuyết. Nhưng bây giờ, anh đã vào được bên trong câu lạc bộ Silver Lake." đây là do anh tự mình vào được, chứ không phải nhờ người khác. Chỉ dựa vào điểm này cũng chứng minh được Chu Dương tuyệt đối không phải là một người có thân phận bình thường giống như những gì mà Hoàng Cương và Hứa Mai đã nghĩ. Hừ, xem ra người này vì để có thể theo đuổi được cô mà sẵn sàng bỏ ra không ít tiền, phí hội viên là 100.000 tệ, vậy mà có thể phung phí không chút đau lòng. Hứa Mai không cam tâm, lạnh lùng nói. Cô ta cho rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm. Người tên Chu Dương đó quần áo thật sự không có lấy một món đồ hiệu, trông giống như hàng được mua ngoài sạp vỉa hè. Mọi thứ mặc trên người e rằng cũng không quá 500 tệ. Người như vậy, không thể nào có thể trở thành hội viên của câu lạc bộ Silver Lake được. Nhưng bây giờ, Chu Dương thật sự có thể vào được bên trong, mà vừa rồi bảo vệ hình như còn đang hướng dẫn anh đi lối nào. Hứa mai tự động lý giải việc này, có lẽ lúc nãy Chu Dương đi đến cửa câu lạc bộ Silver Lake là muốn xin được làm thẻ hội viên. Chu Dương muốn Liễu Tuyết có cái nhìn khác về anh, sau đó thì cóc ghẻ đã ăn được thịt thiên nga rồi. Hứa Mai cười khẩy, cô ta cảm thấy mình không hề nghĩ sai. Được rồi, Liễu Tuyết cũng đã đến, vậy thì chúng ta đi vào thôi, cũng được một lúc rồi, mọi người có lẽ đều đã đến đông đủ cả. Hoàng Cương nhíu mày lại, anh ta không hùa theo lời nói của Hứa Mai, mà lại bình thản nói. Trong mắt anh ta, cho dù Chu Dương là hội viên từ trước của câu lạc bộ Silver Lake, hay chỉ mới làm thẻ hội viên thì cũng không liên quan gì đến anh ta cả. Dù Chu Dương có thật sự là khách hàng của Liễu Tuyết thì trong mắt Hoàng Cương cũng chẳng có khả năng uy hiếp đe dọa anh ta. Chu Dương đi vào câu lạc bộ Silver Lake, không hề chú ý đến hai người bạn học của Liễu Tuyết đang ở bên ngoài. Tình huống như vậy, anh không phải là lần đầu nhìn thấy. Anh liếc mắt cũng có thể nhìn ra được trong mắt của người đàn ông kia có một tia say mê cuồng nhiệt với Liễu Tuyết. Người chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, lập tức tổ chức họp lớp, mục đích không đơn thuần chỉ là gặp mặt bạn bè, thậm chí phải có ý định đặc biệt nào đó. Giống như Hoàng Cương chẳng hạn, anh ta lấy tư cách là lớp trưởng thời đại học của Liễu Tuyết, không nhẫn nhịn được mà vội vàng tổ chức cuộc họp mặt bạn học này, chính là muốn tạo cơ hội cho bản thân có thể theo đuổi được Liễu Tuyết. Chương 655, cậu vẫn chưa có bạn trai sao? Thế nhưng những điều này chẳng liên quan gì nhiều đến Chu Dương. Trong lòng anh vẫn còn điều thắc mắc khó hiểu, muốn đến tìm Trần Thế Hào nói chuyện đàng hoàng, anh không có nhiều thời gian lo chuyện của người khác. Hôm nay Trần Thế Hào, Trần Hân và Tôn Liên đều ở tầng 3 câu lạc bộ. Lúc Chu Dương đến, Trần Thế Hào đã biết, còn đợi sẵn trước cửa văn phòng của ông ấy. Chu Dương. Trần Thế Hào cười chào anh. "Trần tổng, Tôn tổng, Hân Hân." Chu Dương chào ba người rồi đi thẳng vào văn phòng của Trần Thế Hào. Mặc dù người bình thường không thể lên được tầng 3 câu lạc bộ Silver Lake, nhưng dù sao vẫn sẽ có người lên đây. Chu Dương muốn nói một số chuyện của mình với Trần Thế Hào, tất nhiên anh phải cần một nơi không bị người khác làm phiền. Trong lúc Chu Dương đang nói mọi chuyện với Trần Thế Hào và Tôn Liên trong văn phòng thì trong một căn phòng VIP ở góc rẻ của câu lạc bộ Silver Lake, bạn học của Liễu Tuyết đã đến gần đông đủ. Câu lạc bộ Silver Lake là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất thành phố Đông Hải không phải là nơi người bình thường có thể lui tới. Yêu cầu đầu tiên phải là hội viên của câu lạc bộ. Thứ hai, không phải có tiền là có thể đăng ký thẻ hội viên, mà còn phải thông qua xét duyệt của Silver Lake, sau khi xét duyệt mới được trở thành hội viên chính thức. Hơn nữa ông chủ Trần Thế Hào rất có địa vị ở Đông Hải, nên đến nay hội viên trong câu lạc bộ Silver Lake cũng chỉ có hơn 1.000 người. Hôm nay, Hoàng Cương chọn một phòng VIP ở đại sảnh tầng 1 trong câu lạc bộ để tổ chức buổi họp lớp đại học. Phòng VIP Tuyết Hoa. Hoàng Cương mượn thẻ hội viên của một người bạn để đặt căn phòng này, anh ta đã tốn không ít tâm tư và sức lực. Nhưng nghĩ đến nếu mục đích của buổi họp lớp hôm nay thành công thì Hoàng Cương thấy mọi thứ mình bỏ ra đều rất đáng giá. Lúc này trong phòng VIP Tuyết Hoa, Liễu Tuyết, Hoàng Cương, Hứa Mai đã quay lại, cũng có vài người bạn đã đến. Họ đều là những người làm việc tại Đông Hải sau khi tốt nghiệp đại học. Ôi, hóa ra là Hoa Khôi Liễu Tuyết, nửa năm không gặp cậu đẹp hơn lúc đại học rồi. Đúng vậy, trong nửa năm này, Hoa Khôi Liễu Tuyết của chúng ta càng trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn rồi. Ha ha, Hoa Khôi Liễu Tuyết là người bận rộn, có phải đã gặp rất nhiều người giàu có ở Vịnh Loan thành rồi không? Ha ha, hôm nay Hoa Khôi Liễu Tuyết không dễ gì đến đây, chúng ta nhất định phải ăn uống trời bời thỏa sức. Nhóm người Liễu Tuyết vừa bước vào phòng VIP lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Liễu Tuyết không rời đi được. Quả thật trong mắt họ, Liễu Tuyết bây giờ và Liễu Tuyết lúc vừa tốt nghiệp như hai người khác nhau. Nếu nói Liễu Tuyết lúc vừa tốt nghiệp là cô gái đơn thuần, xinh đẹp, hào phóng khiến lòng người rung động, là người tuyệt vời cho mối tình đầu. Vậy thì Liễu Tuyết bây giờ lại càng thành thục, gợi cảm, tuyệt sắc hơn. Mỗi động tác cử chỉ vô cùng phóng khoáng, bình tĩnh và tự tin. Liễu Tuyết chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng khiến nhịp tim mọi người đập nhanh, miệng lưỡi khô khốc, hai tai đỏ bừng. "Ha ha, làm gì đến mức đấy?" Liễu Tuyết vội vàng cười nói, giống như khi nhìn thấy nhiều bạn học thế này, một chút không vui khi gặp Hoàng Cương và Hứa Mai trước cửa lập tức biến mất. Dù sao mọi người tốt nghiệp mới nửa năm, vẫn chưa bị bể thuốc nhuộm lớn của xã hội mài mòn vẫn còn một số nguyên tắc và điểm giới hạn được trau rồi lúc còn học đại học. thế nên sau vài câu xã giao thông thường chút xa lạ ban đầu cũng dần trở nên quen thuộc hẳn. mọi người như được quay về thời đại học. Này, các cậu có thấy đồng diễm không? vào lúc này một cô gái đang nói chuyện với liễu tuyết bỗng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua căn phòng lên tiếng hỏi. mọi người khẽ sừng sốt nhìn quanh căn phòng không có đồng diễm. lúc này mọi người mới phát hiện có điều không ổn. Đúng rồi, đồng diễm đâu? Lớp trưởng, không phải cậu nói đồng diễm sẽ đến sao? Sao đến giờ cũng không thấy cậu ấy? Đúng vậy, hai hoa khôi lớp chúng ta là liễu tuyết và đồng diễm. Giờ liễu tuyết ở đây, lẽ nào đồng diễm sẽ không xuất hiện sao? Tôi nhớ sau khi tốt nghiệp, hình như đồng diễm làm thư ký cho một công ty mới khởi nghiệp ở Đông Hải. Liễu tuyết hiên lặng nghe mọi người nói, cũng thầm cảm khái nhắc đến đồng diễm lúc học đại học hai người là hai đóa hoa xinh đẹp của lớp mỗi người đều có sức hút riêng liễu tuyết tương đối bảo thủ nhưng đơn thuần khiến người khác sinh ra khát vọng muốn bảo vệ cô còn đồng diễm lại phóng khoáng gợi cảm khiến người ta khó quên là đối tượng thầm mến và trong tưởng tượng của nhiều người thế nhưng vì hai người đều là nữ lại còn là hoa khôi của lớp rất được lòng các bạn trong lớp vô hình chung hai người hình thành mối quan hệ cạnh tranh mãnh liệt mặc dù lúc đó liễu tuyết không để tâm đến chuyện này nhưng đồng diễm lại có tính hiếu thắng rất cao gần như trong cả thời đại học cô ta luôn muốn thắng liễu tuyết ở bất kỳ phương diện nào nhưng cuối cùng kết quả chẳng như ý muốn liễu tuyết có thể tưởng tượng được sau khi tốt nghiệp đại học bước vào xã hội đồng diễm sẽ thay đổi thế nào hello các bạn học thân yêu các cậu có khỏe không ngay lúc này một giọng nói đầy gợi cảm bỗng vang lên một người từ bên ngoài đẩy mạnh cánh cửa phòng VIP bước vào. Mọi người lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa căn phòng. Bên cạnh còn có một người đàn ông, cô gái đang ôm cánh tay người đàn ông, cả người dường như tựa vào lòng người đàn ông đó. Cô gái này chính là Đồng Diễm. "Đồng Diễm, cậu đến rồi." "Ôi, Đồng Diễm, cậu vẫn gợi cảm như thế." "Đồng Diễm, người này là bạn trai cậu sao? Không giới thiệu với bọn mình à?" Ngay lúc nhận ra Đồng Diễm, tâm trạng của mọi người trong phòng lập tức vui mừng. Nhất là mấy cô gái trực tiếp đi đến cạnh Đồng Diễm, tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh Đồng Diễm, trêu ghẹo vui đùa. Người đàn ông Đồng Diễm dẫn đến này rất đẹp trai, khí chất cao ngạo lạnh lùng. Quan trọng nhất là người đàn ông này mặc toàn hàng hiệu, người có mắt nhìn thì vừa nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, mấy món đồ này ít nhất cũng phải hơn 100 ngàn tệ. Có thể mặc quần áo hàng hiệu Sang trọng kiểu này cũng đủ thấy người đàn ông này chắc chắn không phải người bình thường. Ha ha, đâu có, cũng giống lúc đại học thôi. Đồng Diễm thích hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh, vẻ đắc ý trên gương mặt vẫn chưa tiêu tan. Thế nhưng ngay sau đó, Đồng Diễm nhìn thấy Liễu Tuyết trong phòng, ánh mắt cô ta lóe sáng, kéo bạn trai của mình vào chậm rãi đi tới đối diện Liễu Tuyết. Liễu Tuyết, cậu sao rồi? Vẫn chưa tìm được bạn trai sao? Chương 656, Đồng Diễm. Đồng Diễm ôm chặt cánh tay bạn trai mình đứng nhìn Liễu Tuyết, vẻ mặt kiêu ngạo như một cô công chúa. Giọng nói dịu dàng còn mang theo sự thách thức và đắc ý. Đồng Diễm vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Tuyết. Liễu Tuyết có bạn trai chưa? Đây không phải là chuyện chỉ mình Đồng Diễm muốn biết mà những người khác cũng rất tò mò. Chuyện này có thể nói không chỉ là chuyện của riêng cô mà đều có liên quan đến tất cả mọi người. Dù sao cũng là một trong hai hoa khôi của lớp đại học, Liễu Tuyết vẫn được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù mọi người biết mình không có hy vọng, nhưng nếu biết Liễu Tuyết đã có bạn trai thì trong lòng họ cũng sẽ hơi khó chịu. Thậm chí một vài người sẽ có suy nghĩ ngoan cố tại sao bạn trai Liễu Tuyết không phải là mình. Đúng vậy, Liễu Tuyết à, cậu có bạn trai chưa? Một người xinh đẹp như Liễu Tuyết sao lại chưa có bạn trai được chứ? phải đó, có lẽ liễu tuyết của chúng ta đã tìm được một người giàu có rồi. Vịnh Lục Cảnh là khu biệt thự của người giàu, ai ở đó mà không có tiền chứ? Những người khác cũng lần lượt phụ họa theo lời của Đồng Diễm, dường như họ rất có hứng thú với chuyện liễu tuyết có bạn trai hay chưa. Trong những lời nói này có ý tò mò và nghi ngờ, cũng có không cam lòng, ghen tuông, tất nhiên cũng có đố kỵ và không thoải mái. Liễu tuyết vẫn không nói lời nào. Cô yên lặng nhìn đồng diễm không chấp mắt. Cô biết tại sao đồng diễm lại hỏi như vậy, rõ ràng là muốn khoe khoang bạn trai của cô ta trước mặt cô. Trước đây khi còn học đại học, hai người đều là hoa khôi của lớp, dĩ nhiên sẽ có không ít cạnh tranh. Mặc dù Liễu Tuyết không hề để tâm đến chuyện này, cũng không xem trọng danh sưng hoa khôi gì đó, nhưng đồng diễm lại không như vậy. Đồng diễm luôn muốn cạnh tranh phân cao thấp với Liễu Tuyết trong mọi phương diện. Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ Đồng Diễm cô ta mới là hoa khôi duy nhất trong lớp, mới có thể thu hút mọi ánh mắt và sự ngưỡng mộ của nam sinh viên để đánh bại Liễu Tuyết. Bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp được nửa năm. Đồng Diễm tìm được bạn trai, hơn nữa dáng vẻ lại không tệ, dĩ nhiên muốn so cao thấp với Liễu Tuyết xem thử bạn trai của ai tốt hơn. Nhưng vì Đồng Diễm nhìn bên cạnh Liễu Tuyết không có người đàn ông nào nên cô ta mới giả vờ ngạc nhiên hỏi như vậy thật ra đồng diễm làm như vậy chẳng qua muốn nhân cơ hội này chế nhạo liễu tuyết thời đại học không phải liễu tuyết cậu là hoa khôi hà sao tốt nghiệp nửa năm rồi mà chẳng có lấy một người bạn trai vậy có phải không ai thích cậu không dường như đây đều là những suy nghĩ mở ám lúc này trong đầu đồng diễm liễu tuyết lặng lẽ nhìn đồng diễm bình thản nghe những người khác thảo luận về chuyện mình đã có bạn trai chưa trong lòng cô bỗng xuất hiện bóng dáng của một người Ánh mắt Liễu Tuyết vô thức nhìn bạn trai của Đồng Diễm, so sánh người này với người trong lòng cô. Bạn trai Đồng Diễm quả thật không tệ, cao to đẹp trai, rất chú trọng cách ăn mặc. Liễu Tuyết chỉ liếc qua đã nhận ra bộ đồ hắn đang mặc rất có giá trị, ít nhất cũng trên 100 ngàn tệ. Chưa kể chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông này càng không biết giá trị bao nhiêu. Lúc này Liễu Tuyết khẽ cau mày. Cô nhận ra ánh mắt bạn trai Đồng Diễm không đứng đắn thỉnh thoảng lại liếc trộm cô. Thậm chí, lúc nhận ra Liễu Tuyết cũng đang nhìn mình, hắn càng không biết xấu hổ mà nhìn thẳng vào Liễu Tuyết, đôi mắt lóe lên những biểu cảm khó hiểu. Liễu Tuyết biết biểu cảm đó có ý gì. Trước đây khi vừa đến Vịnh Lục Cảnh làm việc, cô từng gặp vài khách hàng cũng có biểu cảm tương tự như vậy khi nhìn cô. Loại biểu cảm này là tham lam và ham muốn, nhưng lại khiến Liễu Tuyết cảm thấy vô cùng khó chịu. So với mấy người đó, Liễu Tuyết thấy bóng dáng người đàn ông trong đầu cô tốt hơn ngàn vạn lần. Chưa nói đến những thứ khác, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô rất thuần khiết, không xen lẫn bất kỳ ham muốn tham lam nào, chỉ là đơn thuần là sự tán thưởng khiến Liễu Tuyết rất có thiện cảm với người đó. Tôi có bạn trai hay chưa hình như chẳng liên quan đến cậu. Mặc dù Liễu Tuyết không muốn tranh cãi với Đồng Diễm, nhưng cô cũng không muốn mình bị Đồng Diễm cười nhạo, thậm chí là xem thường. Hơn nữa, Bây giờ đúng là Liễu Tuyết vẫn chưa có bạn trai, mặc dù trong lòng cô đã có người thương nhớ, song cô cũng biết đó chẳng qua chỉ là mơ tưởng của riêng cô mà thôi. Chưa nói đến việc người kia suy nghĩ thế nào về cô, chỉ nghĩ đến việc người đó đã kết hôn, vẻ mặt Liễu Tuyết lập tức tối sầm lại. Sắc mặt cô thay đổi đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt nhìn chằm chằm của đồng diễm. Ha ha, Liễu Tuyết à, tôi thấy không phải cậu chưa có bạn trai mà là muốn trèo cao nhưng người khác không thèm thích cậu đúng chứ? Đồng Diễm cười mỉa mai. Tất nhiên Đồng Diễm cũng thấy được vẻ u ám vừa thoáng qua trên gương mặt Liễu Tuyết. Đồng Diễm không chỉ để ý mà chính cô ta cũng đã từng như vậy. Lần đó Đồng Diễm muốn chủ động bám lấy con cháu của một gia tộc lớn nhưng lại bị đối phương chơi xong rồi vứt bỏ. Đó là ký ức khắc sâu trong lòng Đồng Diễm. Thế nên khoảng khắc nhìn thấy vẻ mặt u ám của Liễu Tuyết, cô ta lập tức hiểu ra chắc chắn Liễu Tuyết cũng giống cô ta muốn đeo bám con cháu một gia tộc lớn nào đó hoặc công tử nhà giàu, nhưng bị đối phương từ chối nên mới phản ứng như vậy. Hừ, hay cho Liễu Tuyết cậu, uổng công tôi cứ nghĩ cậu đơn thuần, ngây thơ nhưng không ngờ cậu cũng là người giống tôi. Lúc trước ở trường cậu cứ giả bộ ngây thơ, thuần khiết, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của cậu rồi. Gương mặt đồng diễm đầy vẻ đắc ý và chế diễu như thể cô ta cũng phát hiện ra bí mật động trời của Liễu Tuyết. Đồng Diễm, cậu nói bậy bạ gì vậy? Liễu Tuyết tức giận, cô không ngờ Đồng Diễm lại nói như thế. Đây rõ ràng là vu khống. Ha ha, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng Liễu Tuyết, đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn trai, đừng yêu cầu quá cao, bây giờ không ít người phụ nữ lớn tuổi tìm được bạn trai tốt đâu. Đồng Diễm tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô ta xoay người ôm cánh tay bạn trai mình giới thiệu với mọi người để tôi giới thiệu với các cậu đây là bạn trai tôi hiện giờ anh ấy là tổng giám đốc công ty mỹ phẩm cô gái thời thượng ở đông hải đồng diễm vừa nói vừa ghé sát vào lòng trương dũng gương mặt cô ta tràn đầy vẻ hạnh phúc và đắc ý dù sao phụ nữ giống bọn họ tìm được bạn trai là ông chủ của một công ty cũng không phải là chuyện đơn giản đồng diễm vừa dứt lời trong phòng bỗng trở nên chấn động lúc liễu tuyết xuất hiện cũng làm mọi người trong phòng nhốn nháo nhưng bởi vì Liễu Tuyết là hoa khôi của lớp, xuất hiện ở đây tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý và nhiệt tình của mọi người. Chương 657, lời nói của Hứa Mai. Đến bây giờ, mọi người mới tán dương Đồng Diễm. Đồng Diễm vừa mới nói, bạn trai cô ta là tổng giám đốc của một công ty. Trong khi những người ngồi đây đúng là không có mắt nhìn, đi làm nửa năm rồi mà không nhận ra cái gì. Điều hiển hiện nhất là quần áo trên người Trương Dũng đều là hàng hiệu quốc tế cao cấp, chắc chắn không dưới trăm nghìn tệ. Người đàn ông như vậy trong mắt mọi người đã được coi là vô cùng xuất sắc. Trời ạ, à, Đồng Diễm, bạn trai cậu tài giỏi vậy sao? Đồng Diễm, không phải cậu nói cậu là thư ký tại một công ty mỹ phẩm sao? Chẳng nhẽ cậu là thư ký riêng của bạn trai? E là đúng rồi, Đồng Diễm à, cậu đúng là có mắt nhìn, số hưởng thật đấy. Trong phòng vip không ít các bạn học nữ đều nhìn đồng diễm với đôi mắt ngưỡng mộ. Rồi đến vài bạn học nam, dù cũng nhốn nháo lên, nhưng ánh mắt hướng Trương Dũng lại mang đầy sự thù địch. Vì dù sao thì, đồng diễm năm đó là một trong những hoa khôi nổi tiếng giống liễu tuyết. Bây giờ hoa khôi bị người khác cố mất, khiến không ít người tức giận tối sầm mặt lại. Thấy mọi người không ngừng tâng bốc đồng diễm, vẻ mặt Trương Dũng càng kiêu ngạo, thái độ cao cao tại thượng càng bộc lộ rõ thực ra trương dũng cũng không muốn tới buổi họp lớp với đám bạn của đồng diễm vì buổi trưa mới xảy ra vài chuyện làm hắn mất bao thể diện cụt hứng vô cùng nhưng đồng diễm gọi điện tới nói là một hoa khôi khác năm đó cũng xuất hiện nên phải diếu võ dương oai trước mặt cô ta thì trương dũng mới đồng ý tới hắn muốn xem xem liệu hoa khôi mà đồng diễm nói kia rốt cuộc nhan sắc như nào lúc đầu hắn còn chưa để ý mặc định coi là thua kém đồng diễm nhưng khi nhìn thấy liễu tuyết hai mắt hắn nhất thời sáng lên liễu tuyết đem lại cho hắn ta loại cảm giác khác lạ vô cùng khác hẳn với đồng diễm hay những cô gái khác nếu như vẻ đẹp của đồng diễm là sexy nóng bỏng khiến húc môn trong cơ thể hắn dâng trào thì nhan sắc của liễu tuyết giống như một bông hoa tử đinh hương trắng tỏa ra hương thơm thầm kín chỉ liếc qua thôi trương dũng đã mê mẩn liễu tuyết thậm chí hắn còn có suy nghĩ muốn bỏ ngay đồng diễm để đón nhận liễu tuyết. Nhưng khi thấy đồng diễm và liễu tuyết nói chuyện với nhau, hắn tạm trôn ý định này xuống. Vì lúc đó hắn đột nhiên nghĩ ra cách khác, lợi dụng đồng diễm để kéo liễu tuyết vào lòng mình, còn hắn sẽ một mình hưởng thụ cái lạc thú này. Những bạn học khác càng tâng bốc, hắn lại càng tự cao hơn nữa. À, mọi người quá khen, có thể cưa đổ được đồng diễm là do số tôi may mắn, không ngờ bạn học của cô ấy nhiều mỹ nhân như vậy không phải là người đẹp nhất định không học chung một lớp đâu nhé trương dũng cười nói cố ra vẻ thân thiện chào hỏi mọi người bộ dạng này của hắn khiến những cô gái khác càng thêm thiện cảm ánh mắt nhìn trương dũng đắm đuối hận không thể nuốt luôn hắn vào trong bụng nhưng giờ phút này mọi người không để ý tới hoàng cương và hứa mai ngoài kia sắc mặt đang tối sầm cả lại Cuộc họp lớp này là do Hoàng Cương chủ trì, còn Hứa Mai hỗ trợ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hai người họ có nhiệm vụ liên lạc rồi đưa mọi người tới đây. Nhưng ngay khi Liễu Tuyết vừa xuất hiện, cô đã cướp hết sự chú ý. Rồi sau đó, Đồng Diễm và bạn trai đến, trở thành trung tâm bàn tán của mọi người trong phòng. Bây giờ gần như không ai quan tâm đến hai người họ nữa. Điều này khiến Hoàng Cương và Hứa Mai vô cùng tức giận lớp trưởng hoàng cương nhìn xem liễu tuyết và đồng diễm không coi cậu ra cái gì đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn hứa mai đánh mắt nhìn hoàng cương thấy vẻ mặt anh ta tối sầm giận dữ bản thân cô ta cũng rất khó chịu với liễu tuyết và đồng diễm trong lòng thầm nghĩ ra một kế ha ha ai nói liễu tuyết không có bạn trai hứa mai cười nói chậm rãi đi về phía trước mặt đồng diễm và liễu tuyết mặt nở nụ cười thản nhiên gì cơ, cậu ta có bạn trai. Người phản ứng đầu tiên là đồng diễm, sắc mặt cô ta hoài nghi, nhìn hứa mai chằm chằm. Hả, Liễu Tuyết có bạn trai á? Chưa từng nghe cậu ấy nói bao giờ. Chẳng lẽ là anh nhân viên quen nên ngại không giới thiệu cho chúng ta? Không đâu, Liễu Tuyết năm đó là hoa khôi lớp ta, dù thế nào cũng không chọn một nhân viên tầm thường làm bạn trai đâu. Nghe hứa mai nói xong, mọi người rất kinh ngạc. Lúc đầu, Liễu Tuyết nói cô không hề có bạn trai. Một hoa khôi khác trong lớp đồng diễm, thì có người sánh đôi rồi. Tức là mọi người ai cũng có người đồng hành, chỉ có Liễu Tuyết một mình tới đây. Thế nhưng lúc này, hứa mai lại nói Liễu Tuyết đã có bạn trai. Điều này khiến bọn họ trầm tư suy nghĩ. Nếu Liễu Tuyết có bạn trai, sao lúc trước cô không nói ra? chẳng nhẽ bạn trai cô hoàn toàn không có gì đáng để nhắc đến. Nên Liễu Tuyết mới không dám đưa bạn trai tới. Nghĩ đến đây, sắc mặt không ít người trở nên kỳ cục, nhìn Liễu Tuyết với thái độ khinh thường. Hứa Mai, cậu nói linh tinh gì vậy? Liễu Tuyết cau mày, nhìn Hứa Mai chằm chằm, khuôn mặt tức giận không hiểu tại sao. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa có bạn trai. Mà kể cả có, trước giờ không hề khoe ra hứa mai làm sao mà biết được. Sao hứa mai lại ăn không nói có như thế? Ha ha, liễu tuyết, tôi đâu có nói linh tinh. Chẳng lẽ người vừa đứng ở cửa đó, không phải bạn trai của cậu sao? Hứa mai cười ha hả đáp lại. Cô ta quyết định sẽ coi người đó làm bạn trai của liễu tuyết. Dù người đó là thành viên của câu lạc bộ Silver Lake, nhưng cô ta cho rằng chắc đó chỉ là một thành viên bình thường, vì chỉ cần trăm ngàn tệ là đã có được tấm thẻ hội viên rồi phải biết là một trăm ngàn tệ không phải số tiền lớn một người làm việc bình thường vài năm đã kiếm đủ huống chi là người đàn ông kia trên người không mặc đồ hiệu nhìn thế nào cũng không giống người quyền quý địa vị lại càng không phải người giàu có cao sang cái gì chẳng lẽ liêu tuyết có bạn trai thật đồng diễm lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ nhưng sau khi nghe hứa mai nói vậy thậm chí còn chỉ rõ là ai thì cô ta tin lời hứa mai hoàn toàn. Mà lúc hứa mai nói ra, mặt Liễu Tuyết cũng hơi biến sắc. Đồng Diễm gần như có thể khẳng định, Hứa Mai không bịa chuyện về người đó. "Hứa Mai, tôi nói với cậu rồi, Chu tiên sinh không phải bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi." Liễu Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích. Nhưng có điểm này không ai để ý là khi hứa mai nói Chu Dương là bạn trai của Liễu Tuyết, hai tai Liễu Tuyết đỏ lượng cả lên. chương 658, và phải người khác. Ha ha, hứa mai đừng nói nữa, Liễu Tuyết đã nói rồi, người đó chỉ là bạn bình thường, không phải bạn trai, hơn nữa một đại mỹ nhân như Liễu Tuyết sao có thể xứng với một người thậm chí còn không có cả xe mà đi chứ. Lúc này Hoàng Cương bước tới, mang theo khí thế của một lớp trưởng, hơn nữa hắn còn ăn mặc rất tinh tế, ngữ khí đương nhiên cũng rất tự tin hơn nữa tôi nghĩ rằng cho dù người đàn ông đó có ấn tượng tốt với liễu tuyết chẳng qua hắn cũng chỉ là một con cóc đòi ăn thịt thiên nga hắn căn bản không xứng với cô ấy nếu như tất cả mọi người đều đông đủ cả rồi vậy chúng ta không lãng phí thời gian nữa chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài làm tăng hai hoàng cương phất mạnh tay mọi người lập tức có ý đàm tiếu dù sao thì trước đây khi hoàng cương còn học đại học cũng khá phong độ hơn nữa lần tụ tập này ngay từ đầu cũng do Hoàng Cương tổ chức, mọi người đều nể mặt anh ta. Ngay sau đó, Hoàng Cương kêu người phục vụ mang đồ ăn lên. Là câu lạc bộ tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Đông Hải, câu lạc bộ Silver Lake đương nhiên cũng phục vụ đồ ăn. Hơn nữa, về cơ bản các món ăn ở đây thế giới mà có thì ở đây cũng có. Đặc biệt là một số món ăn quý hiếm, ở đây lại càng không thiếu. Và lần này các món ăn Hoàng Cương gọi đều là những món đắt tiền. Chỉ riêng bưng món lên thôi cũng đã mất gần nửa tiếng đồng hồ. Các món ăn được mang lên, món nào món nấy đều là của ngon vật lạ. Thật không hổ danh là lớp trưởng, hễ ra tay là vô cùng hào phóng. Phải đó, lớp trưởng của chúng ta đã nói rồi, lần này cậu ấy mời, để mọi người không phải căng thẳng, mọi người cứ ăn uống cho ngon miệng. Bào ngư và vi cá đều là những món đơn giản nhất rồi, nhưng mà nhiều trứng cả muối như vậy, lớp trưởng hẳn là phát tài rồi. Khi các món ăn gần như đã sẵn sàng, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy như vậy. Một số người còn hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cần biết rằng, mặc dù một số người chưa bao giờ ăn những món ăn quý hiếm như vậy, nhưng ít nhiều họ đã nghe nói về chúng. Như vi cá mập hay bào ngư thì không nói, vì bây giờ mọi người thi thoảng cũng có thể mua được. Tuy nhiên, món trứng cá muối này không phải là thứ mà hầu hết mọi người đều có thể mua được trứng cá muối còn có một cách nói khác đó như là một loại dầu mỏ trong các loại thực phẩm giá cả tính theo trọng lượng hơn nữa còn tính theo đầu người nữa thông thường một thìa trứng cá muối còn con đã phải đến hàng chục nghìn tệ chưa kể trứng cá muối ở đây là cả một đĩa trứng cá muối này hơn trăm nghìn tệ phải không đôi mắt hứa mai sáng lên cô ta không nghĩ rằng các món ăn Hoàng Cương gọi còn có món trứng cá muối, hơn nữa lại nhiều như thế này. Đột nhiên, địa vị của Hoàng Cương trong lòng hứa mai tăng lên nhanh chóng. Cũng tạm tạm vậy thôi, trứng cá muối này không phải trứng cá muối bình thường mà là trứng cá tầm bạch tạng. Chỗ này là hai lạng dưới, là bạn của tôi tặng cho, giá trị khoảng trăm nghìn tệ. Hoàng Cương rất hài lòng với những lời của hứa mai và gật đầu với một nụ cười. Hắn không ngờ rằng hứa mai có thể nhận ra giá trị của món trứng cá muối này, vừa hay làm hắn đỡ phải tốn công tự khoe khoang. Và món trứng cá muối này cũng do chính Hoàng Cương mang đến, mục đích chính là để giữ thể diện trước mặt Liễu Tuyết. Trên thực tế, món này là Hoàng Cương được một con em gia tộc lớn tặng trong một bữa tiệc của gia tộc lớn đó. Hoàng Cương đã lấy hai lạng rưỡi này ra, thực tế là hắn đã đau lòng suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ đến việc dùng hai lạng rưỡi trứng cá muối có thể khiến liễu tuyết nhìn mình với con mắt hoàn toàn khác thậm chí còn ngả vào lòng mình mọi sự tiếc nuối trong lòng hoàng cương đều tan biến ồ cá tầm bạch tạng lúc này trương dũng ở một bên cũng hơi kinh ngạc trương dũng biết về cá tầm bạch tạng khi ăn tối với các quản lý cấp cao của công ty danh dương hắn nghe đối phương nói rằng dự án hoạt chất làm trắng ra lúc đầu của công ty có tổ chức tiệc tại thúy hồ cư đã từng mời họ ăn món này trương dũng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc thậm chí dùng thìa lật nhẹ vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc bởi vì hắn nhận thấy món trứng cá muối này giống hệt như mô tả của quản lý cấp cao của công ty danh dương do đó trương dũng có thể khẳng định rằng đây chắc chắn là trứng cá muối trị giá trăm nghìn tệ trương dũng nhìn hoàng cương một cách nghiêm túc và thầm nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người không ngờ trong số bạn học của đồng diễm lại có người như vậy thật sự là ẩn giấu tài năng mà Đột nhiên, ánh mắt của Trương Dũng nhìn Hoàng Cương cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, thay vì sự khinh thường và kiêu ngạo ban nãy. Với sự xác nhận của Trương Dũng, mọi người đều biết rằng món trứng cá muối này thực sự có giá trị rất cao, họ càng tôn trọng Hoàng Cương hơn. Nhất thời, trên bàn rượu cốc to cốc nhỏ nhộn nhịp hẳn lên. Trong đó, Hoàng Cương và Trương Dũng chắc chắn là trung tâm của những lời khen ngợi. Còn đồng diễm đương nhiên cũng được thơm lây, vẻ mặt đầy sự đắc ý liễu tuyết nhìn mọi người vẻ mặt có chút cô đơn một cuộc hội ngộ bạn học như vậy không phải là điều cô muốn thấy nó hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng tôi vào nhà vệ sinh một lát sau khi nói nhỏ với hai bạn học nữ bên cạnh liễu tuyết đứng thẳng dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh thực ra vừa rồi cô cũng uống rất nhiều rượu nên giờ cảm thấy hơi say liễu tuyết rời khỏi phòng hoàng cương cau mày hắn không biết liễu tuyết ra ngoài làm gì liền ra hiệu cho hứa mai. Hứa mai gật đầu và đi ra ngoài cùng với liễu tuyết. Khi liễu tuyết ra khỏi phòng VIP, đột nhiên cô cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, ngay cả việc hít thở cũng thư thái hơn rất nhiều. Liễu tuyết theo biển chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi đến một khúc cua, đang định tiếp tục đi vào bên trong, liễu tuyết bất ngờ va phải một người, cơ thể không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Ai ra? Với một tiếng kêu, Liễu Tuyết liền bừng tỉnh lại, giữ vững cơ thể và liên tục xin lỗi người mà cô đã đụng phải. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. He he, không phải cố ý sao? Người đẹp, lý do của cô thật là qua quyết quá. Tôi thấy rằng cô đã cố ý đó. Nếu không, ở một nơi rộng lớn như vậy, tại sao cô lại đụng vào tôi? Đột nhiên, một giọng nói hơi cợt nhả vang lên từ phía người đối diện với Liễu Tuyết. Liễu Tuyết chợt cau mày nhìn người đàn ông. Đó là một gã thanh niên, dáng người cao gầy, mặc rất ít quần áo, để lộ ra hai cánh tay, trên cánh tay có hình xăm con thú. Chỉ nhìn thôi Liễu Tuyết đã cảm thấy hoảng sợ rồi. Tôi thực sự không cố ý. Liễu Tuyết lại xin lỗi, cô ý thức được đây không phải là hạng người tốt đẹp gì nên thận trọng xin lỗi, cô không muốn xảy ra xung đột gì ở đây. Hơn nữa, giờ chỉ có một mình mình ra ngoài, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không ai giúp được he he xin lỗi thì có ích gì nếu lời xin lỗi có ích thì cảnh sát có tác dụng gì người đẹp cô nhìn đi gã thanh niên cười tủm tỉm xách quần áo của mình đi tới trước mặt liễu tuyết hơi rượu phả thẳng vào mặt liễu tuyết ha ha này cô gái nhỏ nhìn xem cô vừa làm bẩn quần áo của lý thiếu ra chúng tôi mà chỉ xin lỗi có một câu xin lỗi là xong chuyện sao một người đàn ông bên cạnh gã thanh niên cũng nở nụ cười đồng tình, tiếng cười vô cùng cợt nhả. chương 659, Lý Thiếu Gia Bao nhiêu tiền, tôi đền còn không được sao? Lúc này, Liễu Tuyết biết bảo thân e rằng đã gặp phải người xấu, đột nhiên muốn đền tiền cho xong chuyện. Đền tiền, cô biết bộ quần áo của Lý Thiếu ra đây bao nhiêu tiền không? Đúng thế, cô biết bộ quần áo này của Lý Thiếu ra chúng tôi bao nhiêu tiền không? 100.000 tệ, nếu như cô đền 100.000 tệ chúng tôi lập tức thả cô đi. Ha ha, cô gái à, nhìn cô cũng không phải người có tiền, 100.000 tệ này cô chắc chắn không lấy ra được, chúng tôi cũng không phải người xấu, nếu như cô không lấy ra được 100.000 tệ, vậy thì đi với Lý thiếu gia của chúng tôi đến phòng VIP uống một ly rượu, chuyện này coi như cho qua. Đột nhiên vài người bên cạnh Lý thiếu gia cười lớn nói, không ngừng áp sát Liễu Tuyết. Sao có thể chứ? chỉ một bộ quần áo mà đòi tới 100.000 tệ. Liễu Tuyết vừa nghe liền biết những người này không muốn giải quyết sạch dòi chuyện này. Trước tiên chưa nói tới một bộ quần áo 100.000 tệ trông như thế nào, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy áo di lê nào có giá lên tới 100.000 tệ. Hơn nữa chiếc áo di lê này ban đầu đã dính không ít đồ nôn mửa bẩn thỉu. Liễu Tuyết biết người được gọi là Lý Thiếu Gia này trước đó từng nôn trong phòng vệ sinh, về chuyện thứ đổ bẩn mà cô làm dính trên quần áo của Lý Thiếu Gia, đơn thuần là những người này muốn gây sự nên bày ra mà thôi. Này, cô gái xinh đẹp, là tại cô hiểu biết quá nông cạn, nói cho cô biết áo di lê này của tôi là của nhà thiết kế lớn nổi tiếng toàn quốc, cả thế giới chỉ có một chiếc này, nói giá trị 100.000 tệ đã rẻ cho cô rồi, nể tình thấy cô khá xinh đẹp, nếu không thì không có một triệu tệ, tuyệt đối không được. Lý Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Liễu Tuyết càng tỏ ra vẻ không đứng đắn. Tuy nhiên hôm nay Lý Thiếu ra tôi đây tâm trạng tốt, chỉ cần cô gái xinh đẹp cô có thể uống cùng với tôi mấy ly rượu, 100.000 tệ này tôi có thể không cần nữa, cô thấy thế nào? Nói xong Lý Thiếu ra giơ tay ra muốn nhéo cằm của Liễu Tuyết. Mấy tên đàn em ở bên cạnh càng nở nụ cười xấu xa hơn, không ngừng nói lời hay ý đẹp, trợ thêm uy lực cho Lý Thiếu gia, dường như chuyện mà lý thiếu gia đang làm bây giờ giống như một chuyện hết sức lợi hại buông ra xin anh tự trọng một chút đừng cho rằng tôi là con gái thì dễ ức hiếp liễu tuyết chán ghét hất tay của lý thiếu gia trầm giọng nói cô không phải người thích gây sự nhưng điều này không có nghĩa cô là một người có thể bấm bụng chịu đựng chuyện ngày hôm nay rõ ràng là tên lý thiếu gia thấy sắc đẹp nên nổi ý xấu còn việc làm bẩn quần áo của hắn giá trị hơn 100.000 tệ, chẳng qua chỉ là cái cớ. Không có những chuyện này Lý Thiếu Gia cũng sẽ có những cái cớ khác. Mục đích chẳng qua là muốn sảm sỡ liễu tuyết. Nói là uống rượu cùng với hắn, nhưng ai biết được muốn uống cùng bao nhiêu rượu. Ngộ nhớ uống say thì sao? Những chuyện này chỉ nghĩ thôi liễu tuyết đã cảm thấy lạnh sống lưng. Ha ha, cô gái nhỏ xinh đẹp tính khí khá ngang bướng đó, nói cho cô biết, ngang bướng cũng vô dụng hôm nay cô làm bẩn quần áo của tôi không uống cùng tôi ly rượu tôi sẽ không tha cho cô đâu người đâu đưa đi lý thiếu gia cười nhếch mép ra lệnh cho đàn em mấy người kia lập tức bao vây lấy liễu tuyết ha ha cô gái nhỏ xinh đẹp à lời của lý thiếu gia mà dám không nghe theo tôi thấy hình như cô không muốn sống ở đông hải này nữa rồi đúng thế nói cho cô biết hầu hạ lý thiếu gia của chúng tôi tốt thì sau này cô có thể đổi đời rồi hai tên đàn em lập tức chuẩn bị ra tay kéo liễu tuyết vào trong phòng buông tôi ra các người buông tôi ra liễu tuyết bị nắm chặt hai tay trong lòng đột nhiên hơi hoảng sợ cô biết bản thân chỉ có một mình hoàn toàn không phải đối thủ của mấy người đàn ông này thậm chí đối diện với một người cũng có thể trực tiếp đánh gục cô hôn mê bất tỉnh để đưa đi mà lúc nãy cô ra ngoài đi vệ sinh chỉ nói với hai cô gái ở bên cạnh những người khác có lẽ không hề hay biết vì vậy việc cô đang gặp rắc rối ở đây mấy bạn học của liễu tuyết e rằng không biết gì trong lúc này liễu tuyết dường như rơi vào tình cảnh tuyệt vọng một khi cô bị lý thiếu ra đưa vào trong phòng xảy ra chuyện gì liễu tuyết hoàn toàn không dám tưởng tượng nhưng điều mà cô có thể chắc chắn là nếu bị lý thiếu ra đưa đi lối thoát duy nhất cho liễu tuyết có lẽ chỉ có tự sát dừng tay có chuyện gì vậy đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trong lòng Liễu Tuyết vui mừng khôn xiết, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy lớp trưởng Hoàng Cương và Hứa Mai cùng nhau đi tới. Vừa nãy Hoàng Cương bảo Hứa Mai đi theo Liễu Tuyết, xem cô muốn làm gì. Hứa Mai quả thực đã đi theo cô, cũng đã nhìn thấy Liễu Tuyết bị mấy người lý thiếu ra lôi đi. Hứa Mai biết mục đích của Hoàng Cương hôm nay chính là Liễu Tuyết, vì vậy nhanh chóng chạy về nói với Hoàng Cương sự việc mà đây chắc chắn là một cảnh tượng kinh điển hơn nữa không phải là vợ anh hùng cứu mỹ nhân có diễn tập từ trước đổi lại là bất cứ cô gái nào e rằng cũng đều cảm động cộng thêm với điều kiện của bản thân hoàng cương cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này dường như sẽ không để lại bất cứ hậu quả gì hắn có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng liễu tuyết vì vậy hoàng cương không chút do so dự trực tiếp ra mặt các người muốn làm gì hoàng cương đi đến bên cạnh liễu tuyết lạnh lùng liếc nhìn lý thiếu gia người toàn mùi rượu còn có hai tên đàn em đang kéo tay liễu tuyết thả cô ấy ra ha ha thả cô ta thằng danh này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao cũng không mở to mắt ra nhìn cho kỹ xem mày có biết mày đang nói chuyện với ai không đúng thế tao nói cho mày biết danh con hôm nay đứa bạn này của mày đã động đến lý thiếu gia của bọn tao bất cứ ai đến đều vô dụng biết điều thì mau chóng cút đi, đừng ở chỗ này cản trở Lý Thiếu Gia của bọn tao làm việc, người không liên quan cút hết đi. Lý Thiếu Gia nhắm mắt làm ngơ trước những lời quát tháo của Hoàng Cương, còn hai tên đàn em lại nhìn Hoàng Cương với ánh mắt diễu cợt. Lý Thiếu Gia Hoàng Cương sau khi nghe những lời này khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc, cẩn thận dò hỏi, như thể người được gọi là Lý Thiếu Gia kia là một nhân vật lớn có máu mặt. Ha ha, xem ra mày đã nghe tới danh tiếng của lý thiếu gia chúng tao đây chính là lý thiếu gia một tên đàn em tự hào nhìn lý thiếu gia dường như cảm thấy rất vinh dự hoàng cương nghe thấy vậy cũng nghiêm túc đánh giá lý thiếu gia càng nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng đây thực sự là lý thiếu gia à hoàng cương nhìn một lúc đáy lòng sớm đã kinh ngạc đến tột đỉnh hắn có thể chắc chắn lý thiếu gia ở trước mặt chính là lý thiếu gia mà hắn biết Đông Hải có rất nhiều gia tộc lớn, có các gia tộc hạng nhất như Tôn Gia, Tô Gia, Cao Quý ở bên trên, không một ai dám mạo phạm. Nhưng cũng có một số gia tộc khác mặc dù không bằng Tôn Gia, Tô Gia nhưng ở Đông Hải cũng là các gia tộc hết sức uy nghiêm. Mà Lý Gia chính là gia tộc như vậy. Lý Gia ở Đông Hải thuộc top đầu trong số các gia tộc hạng hai, thực lực chỉ kém hơn một chút so với các gia tộc như Tôn Gia và Tô Gia, bọn họ vẫn mạnh gấp nhiều lần so với một số gia tộc hạng hai khác. Hoàng Cương từng quen biết với một người trong gia tộc lớn, hắn đã nhìn thấy Lý Thiếu ra từ xa tại một bữa tiệc. chương 660, Liễu Tuyết tuyệt vọng. Cũng chính trong bữa tiệc lần đó, Hoàng Cương có được không ít trứng cá muối, hôm nay mang tới đây nửa cân để ra oai lấy thể diện. Hắn không ngờ Lý Thiếu ra cao ngạo kia lúc này lại đang đứng trước mặt mình. Còn hoa khôi liễu tuyết mà hắn đang muốn theo đuổi lại đắc tội với Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia nổi hứng muốn đưa vào phòng cùng uống rượu trong giây lát, Hoàng Cương xứng sở tại chỗ, trầm mặc không nói gì. Các người mau buông tôi ra. Liễu Tuyết nhìn thấy vậy, liền phát hiện có gì đó không đúng lắm. Hoàng Cương vừa nãy còn cứng miệng nhưng bây giờ lại câm như hến, mà trên mặt hắn lại đầy vẻ kiêng nể rè chừng. Điều này khiến Liễu Tuyết ý thức được, Lý Thiếu Gia này e rằng thực sự không phải một người bình thường, tuyệt đối có thân phận địa vị không thể xem nhẹ. Ha ha, nhóc con, Lý Thiếu Gia ở đây, mày biết nên làm gì rồi chứ? Tên đàn em cười lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến Liễu Tuyết đang kêu gào vùng vẫy. Với thân phận của Lý Thiếu Gia ở Đông Hải, cho dù đây là câu lạc bộ Silver Lake cũng không ai dám làm gì hắn. Hơn nữa nơi này là đại sảnh tầng 1 của câu lạc bộ Silver Lake, người ở đây căn bản đều không phải là người có thân phận gì. Vậy nên Lý Thiếu Gia mới có thể ngang ngược không kiêng rẻ như vậy. Bởi vì thân phận của Lý Thiếu Gia, đủ để khiến người ở tầng 1, tầng 2 khiếp sợ không thể đụng vào. Tôi biết, tôi biết rồi. Chán Hoàng Cương đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể nghe ra được, ngữ khí tên đàn em của Lý Thiếu ra đầy sự uy hiếp. Hơn nữa, sự uy hiếp này, trong mắt của Hoàng Cương lại là sự khinh thường. Bởi vì đây không chỉ là lời uy hiếp đơn thuần, mà nó còn có cả sự gian đe cảnh cáo. Hoàng Cương biết, nếu như bản thân thực sự chọc giận Lý Thiếu Gia, dựa vào địa vị và năng lực của hắn, muốn phản đòn trả thù Hoàng Cương thực sự quá dễ dàng. Liễu Tuyết, cậu đã đắc tội với Lý Thiếu gia, vậy thì mau chóng xin lỗi, tôi tin Lý Thiếu gia sẽ không làm khó cậu đâu." Liếc nhìn Liễu Tuyết, Hoàng Cương vội vàng lên tiếng, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. "Ha ha, xin lỗi. Tên nhóc này, tao khuyên mày đừng nhiều chuyện, hôm nay cô gái này nếu như không uống rượu với tao, chơi vui vẻ cùng tao, chuyện ngày hôm nay không xong đâu." Lý Thiếu gia cười nhếch mép nói: Lý thiếu gia, đừng tức giận, người này là bạn gái tôi, vừa nãy cô ấy uống hơi quá chén không cẩn thận đụng vào Lý thiếu gia, xin anh đừng trách tội. Tôi là bạn của tôn thiếu gia, tôn thiếu gia và Lý thiếu gia cũng có quen biết, xin anh nể mặt tôn thiếu gia mà nguôi giận. Hoàng Cương vẫn không muốn liễu tuyết bị Lý thiếu gia làm nhục, nên cố tình nhắc đến người anh em gia tộc lớn mà hắn quen biết, muốn cầu xin cho liễu tuyết. Nói không chừng Lý Thiếu Gia sẽ nể mặt tôn Thiếu Gia mà không truy cứu chuyện này nữa. Quả nhiên, sau khi Hoàng Cương nhắc đến danh tiếng của Tôn Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia hơi do dự. Tôn Thiếu Gia, Tôn Thiếu Gia nào? Đúng vậy, Lý Thiếu Gia quả thực đang trần trừ suy đoán. Bởi vì hắn không biết Tôn Thiếu Gia mà Hoàng Cương nói tới rốt cuộc là Tôn Thiếu Gia nào. Ở Đông Hải, có rất nhiều Tôn Thiếu Gia, cũng có rất nhiều Tôn Gia. Nếu như là Tôn Gia bình thường, Tôn Thiếu Gia bình thường vậy thì hắn đương nhiên không cần lo lắng nhưng nếu như là tôn thiếu gia kia thì ngay cả lý thiếu gia hắn cũng không dám đắc tội nói không chừng chuyện ngày hôm nay cũng thật sự không truy cứu nữa hoàng cương vừa nghe lý thiếu gia hỏi như vậy trong lòng kinh ngạc lý thiếu gia người tôi nhắc đến là tôn thiếu gia tôn hải binh của tôn gia đông hải hoàng cương vội vàng trả lời hắn không ngờ tôn thiếu gia thực sự không quen biết với lý thiếu gia này lúc đầu khi tôn thiếu gia nói với hắn hoàng cương còn từng hoài nghi dù sao Lúc đầu ở bữa tiệc của Lý Thiếu Gia, Tôn Thiếu Gia không nhập tiệc, chỉ là khách mời bình thường. Tôn Hải Binh, đây là ai? Tôn Gia có người như vậy sao? Lý Thiếu Gia trong lòng hoài nghi, quay qua hỏi đàn em của mình. Lý Thiếu Gia, Tôn Gia không có người tên là Tôn Hải Binh, nhưng em biết người tên Tôn Hải Binh này, nhà của hắn chuyên làm công việc ngoại thương, ở ngoài tự gọi là Tôn Thiếu Gia, em với hắn từng uống rượu với nhau. Không có bản lĩnh gì lớn, cũng không có gia cảnh gì một tên đàn em nhếch môi lên cười hờ hững. Hắn vừa dứt lời không chỉ lý thiếu ra sững sờ. Đến cả Hoàng Cương đứng bên cạnh cũng đần mặt ra đứng nguyên tại chỗ. Tôn thiếu ra tôn hải binh và người mình quen là cùng một người sao. Mẹ kiếp, lại dám hù dọa bố mày đây, mày gọi tôn thiếu ra cung kính như vậy, tao còn tưởng là nhân vật lớn gì, không ngờ lại là một kẻ vô tích sự. Nhóc con, tao thấy mày muốn chết rồi phải không? Lý thiếu ra giận tím mặt. Hắn không ngờ, đối phương lại dám lấy danh tiếng của tôn thiếu gia ra hù dọa mình mà hắn cũng thực sự đã bị dọa sợ chết khiếp nếu bị truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến người khác cười nhạo chết mất vậy thì lý thiếu gia hắn còn có địa vị gì ở đông hải nữa chứ nhóc con tao thấy mày chán sống rồi đúng không muốn cầu xin cho bạn gái của mày à không có cửa đâu lý thiếu gia tức giận nói ai nói tôi là bạn gái của cậu ta tôi và cậu ta chỉ là bạn học thôi Liễu Tuyết vừa nãy không nghe rõ Hoàng Cương nói gì, nhưng bây giờ nghe thấy Lý Thiếu ra nói cô là bạn gái của Hoàng Cương, nên cô đột nhiên phản bác. Cứ coi như đang bị tên Lý Thiếu gia này uy hiếp, cô cũng không bằng lòng bị người khác hiểu nhầm là bạn gái của Hoàng Cương. Liễu Tuyết, cậu! Hoàng Cương tức giận, chỉ thăng vào mặt Liễu Tuyết, nhất thời nghẹn hỏng không nói được lời nào. Vốn dĩ hắn bảo Liễu Tuyết làm bạn gái của mình, lại cộng thêm danh tiếng của Tôn Thiếu Gia, Nói không chừng có thể khiến Lý Thiếu gia mở ra một đường sống. Nhưng bây giờ, Tôn Thiếu gia mà hắn vẫn luôn cho rằng là đại ca cấp cao, lại chẳng là gì trong mắt Lý Thiếu gia, còn Liễu Tuyết cũng đã phản bác hắn. Điều này khiến cho Hoàng Cương thẹn quá hóa giận. "Được, được, việc của cậu tôi không quan tâm nữa, Lý Thiếu gia, là tôi có mắt như mù, đắc tội với anh, trước kia tôi và Tôn Thiếu gia từng đi tham gia buổi tiệc của anh, vẫn xin anh nể mặt Tôn Thiếu gia tha cho tôi lần này." ngay lập tức hoàng cương không thèm để ý đến liễu tuyết mà quay qua nhìn lý thiếu gia cầu xin tha thứ hắn biết hôm nay ở đây không ai có thể cứu được liễu tuyết nữa với danh tiếng địa vị và thân phận của lý thiếu gia trừ khi là con cháu của các gia tộc hạng nhất mới có thể cứu liễu tuyết ra khỏi tay của lý thiếu gia nhưng những người này có địa vị cao như vậy không thể nào quen biết liễu tuyết ha ha nhóc con xem ra mày cũng thức thời đấy nếu đã từng tham gia bữa tiệc của tao thì cũng xem như người của mình, lần này tao không tính toán với sự liều lĩnh của mày, mau cút đi cho tao. Khóe miệng Lý Thiếu Gia khẽ nhếch lên, thở ơ liếc nhìn Hoàng Cương, lạnh lùng nói. Vâng, Lý Thiếu Gia, tôi sẽ cút ngay đây. Hoàng Cương nhanh chóng cúi đầu, không nhìn Liễu Tuyết, trực tiếp kéo hứa mai ở bên cạnh đã sững sờ từ lâu, vội vã rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Lý Thiếu Gia, Liễu Tuyết và mấy tên đàn em của hắn. Liễu Tuyết đột nhiên cảm thấy bất lực, một sự tuyệt vọng lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nhưng một hình bóng nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô. Nếu như người đó ở đây, với thân phận và địa vị thần bí của anh ấy, nói không chừng có thể cứu cô, hơn nữa người ấy hôm nay vừa đúng lúc cũng ở câu lạc bộ Silver Lake. Chỉ là bản thân ở đây, người đó hoàn toàn không biết được làm sao có thể đến cứu cô. Hơn nữa, thân phận địa vị của tên Lý thiếu gia này trông có vẻ vô cùng lớn mạnh. Liễu Tuyết không biết người trong lòng cô có thể so sánh được với hắn hay không. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 40.